Hôm nay là những anh chị em nào ở miền Bắc thì chắc là dậy vào thời tiết này rất là phê đúng không ạ? Có nó một lực kéo vô cùng lớn để chúng ta vung ra khỏi chăn. Đấy. Hôm qua thì cũng có thấy trong một số nhóm của các thủ lĩnh, mình cũng thấy các thủ lĩnh chia sẻ tâm sự. Đấy. Cũng có những người thì chồng lo là không biết là theo cái môn phái nào mà tại sao rét như này rồi 4:30 vẫn thức dậy, không biết là có phải theo cái đạo gì không hay kiểu kiểu như vậy. Đấy, một số thủ lĩnh là được người thân ở đây thì mình chắc là ở đây một số anh chị cũng có thể đọc qua cái bài thơ mà mình viết tâm sự người phụng sự rồi đúng không ạ? Đấy thì nó có một cái câu, cái đoạn đầu tiên là có bao nghề tôi chọn nghề phụng sự, sống hòa mình bớt dần chút riêng tư, họ hàng lo tôi chỉ biết cười trừ, tuổi thanh xuân có ba điều chưa thử. Ở đây có ai người thân rồi những người xung quanh đúng không ạ, hơi ngạc nhiên bất ngờ với những gì chúng ta đang làm, bởi vì làm ở đây có ai bảo chúng ta, ở đây có ai trả lương cho mình đâu, mình cứ hùng hục mình làm đúng không đấy. Muốn một lần đối diện với phong ba, chẳng uổng phí nhân duyên cõi ta bà, chẳng muốn mình là kẻ tự dối trá, chối bỏ đời để muốn được vị tha. Ở đây chúng ta muốn đối diện được với chính mình, đối diện với phong ba cuộc sống, và chúng ta sống một cuộc đời làm thế nào đó để không phải là kẻ dối trá đó, nhưng mà không phải là để chối bỏ cuộc đời mà để chúng ta được trở thêm vị tha hơn. Rồi có một đoạn như thế này, có một đoạn mà có thể là một số anh chị em cũng sẽ đồng cảm. Bài thơ này thì khá là dài nên mình chỉ đọc một số cái đoạn mà nghĩ rằng là nó phù hợp với các anh chị ban phụng sự trong buổi ngày hôm nay. Đấy, một cái đoạn mà đây là cái câu tâm sự thật của mình nhé. Đấy. Mẹ nhắn hỏi khi nào con về thế? Đấy. Mong con về nghe chuyện vui mẹ kể. Chuyện mẹ nấu cho chó nồi cơm khê, mải nhặt trứng xong quên không kịp về. Đôi khi mà người thân của mình thì cần mình nói chuyện một tí. Thì mẹ mình thỉnh thoảng cũng hay nhắn hỏi khi nào về. Thì về để làm gì? Về để nghe chuyện vui mẹ kể thôi. Chuyện vui của mẹ chỉ đơn giản là hôm qua nấu nồi cơm chó nó bị khê. Vì nhà mình thì nuôi rất nhiều gà. Đấy, mẹ nuôi tận 5.000 gà, gà gà đẻ trứng. Thỉnh thoảng vào nhặt một cái là mất luôn cả buổi sáng. Thì nó ở ngoài thì nấu nồi cơm chó thì nó bị khê. Đấy, chuyện vui mẹ kể nó là như vậy. Rồi cái câu chuyện này, câu chuyện mà cũng với những người chưa có gia đình thì thường mẹ sẽ hỏi lương. Sau này thì nếu như có gia đình thì vợ sẽ hỏi lương. Đấy, mẹ sẽ hỏi lương tháng ngày bao nhiêu? Chuyển ít thôi mẹ cũng chẳng cần nhiều. Đấy, còn nếu như mà anh chị, anh em nào mà có vợ thì chuyển thành vợ sẽ hỏi lương tháng ngày bao nhiêu? Chuyển ít thôi vợ cũng chẳng cần nhiều. Đúng không ạ? Đấy, chuyển chuyển đi. Đấy. Nhưng thực tế bao nhiêu cũng là thiếu, chuồng trại họ hàng bao thứ chi tiêu. Cái này thì chuyển vợ với mẹ là giống nhau, đều là dấu nặng, vợ với mẹ đều là dấu nặng cả. Giống nhau. Anh em nào các anh thì sẽ chuyển thành vợ. Đấy. Còn ai mà chưa có gia đình chuyển chuyển thành mẹ. Rồi lúc mới làm ôi nhiều thứ đẹp mê, làm một lúc ôi sao toàn khổ đế. Đây, các anh chị ban phụng sự đây này. Lúc mới làm tức là lúc mới nhận công việc ban phụng sự, ôi nhiều thứ đẹp mê, nhưng mà làm một lúc thì ôi sao toàn khổ đế. Đấy, trắc trở, không ngon như gì mình nghĩ. Đúng không ạ? Rất nhiều cái sự thờ ơ lạnh nhạt của người khác đối xử với mình. Giống hệt như cách mà mình tán một cô gái, tán một chàng trai xong họ không thèm để ý đến mình. Đúng không ạ? Mà ở đây là không những một chàng trai, rất nhiều chàng trai cô gái
là những thầy cô giáo trong nhà nó hãy thờ ơ với những gì sự quan tâm của chúng ta, bao niềm tin làm những điều không thể, rồi vụt chốc tan theo những lời thề. Đấy, tự nhiên thấy cảm thấy mất niềm tin, cũng có một số người sẽ mất niềm tin. Và cuối cùng thì mình xin gửi cái đoạn cuối là tự nhắc mình, tôi là người phụng sự, sống làm việc với tinh thần vô tư, chẳng có gì trước cuộc đời sinh tử, có mệt gì ngồi xuống thiền buông thư, tức là có một quận có chuyện gì thì thôi ngồi xuống để làm gì đấy, thực hành thư giãn thả lỏng, mượn tất cả những cái nhân duyên của chúng ta đang đang có để chúng ta thích nghi. Với góc nhìn của mình, bản chất của việc tu tập chỉ là thấy ra được những vấn đề quan trọng, thấy ra được những cái vấn đề nổi cộm mà mình đang bị sai lầm, ảo tưởng để thích nghi với hoàn cảnh thôi. Hay nói một cách phương diện khác là những ai mà đang rèn luyện tu tập gì đó, bản chất là để thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Mình rèn luyện kỹ năng này, kỹ năng kia cũng chỉ để thích nghi với hoàn cảnh của mình đang phải làm thôi. Mình học kỹ năng này, ví dụ kỹ năng công việc, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp cũng chỉ để thích nghi với hoàn cảnh mà mình phải thuyết trình và giao tiếp nhiều. Nên là chúng ta có học kỹ năng gì thì cũng chỉ để thích nghi với hoàn cảnh sống của chúng ta đang có. Ai mà thích nghi tốt thì người đấy là người giỏi, ai thích nghi không tốt thì là người chưa giỏi. Đấy, mình đi leo núi thì mình cũng học kỹ năng leo núi để thích nghi với hoàn cảnh leo núi. Vậy thì chúng ta nên có một tâm thế như thế này khi chúng ta đi phụng sự chương trình Văn Vùng Cao. Mình nghĩ rằng là nếu như nhà của chúng ta là nhà đang tốt thì chúng ta phải thích nghi hoàn cảnh tốt đấy, đừng có chủ quan vội nha. Hoàn cảnh tốt thường chủ quan, còn hoàn cảnh không tốt thường bi quan. Nó sẽ rơi vào hai cái thái cực. Nếu như mà chúng ta đang làm tốt thì thường chúng ta sẽ dễ chủ quan. Nếu như chúng ta làm không tốt và nhiều cái thứ nó không được như ý mình mong muốn thì nó sinh ra trạng thái là bi quan. Chủ quan và bi quan đều là hai trạng thái hoàn toàn là không không tốt. Nào, chúng ta phải rơi vào trạng thái là gì? Lạc quan. Tức là gì? Lạc quan tức là cho dù tốt hay không tốt đều thản nhiên đón nhận và luôn suy xét xem nên làm thế nào cho nó phù hợp. Nên suy xét xem nên làm thế nào cho phù hợp với hiện tại, với hiện tại. Thì chúng ta phải lạc quan nha. Lạc quan tức là gì? Là không có chủ quan và cũng không có bi quan. Chủ quan tức là nghĩ rằng những gì mình làm là tốt rồi, sau đó thì chúng ta thả trôi cho nhà. Chẳng may lúc đầu là nhà của chúng ta là toàn người tiếp ai cho nên mọi người được. Tí nữa mình sẽ chia sẻ với DIC nữa. Đó. Toàn người tiếp ai cho nên sôi nổi ban đầu, những người tiếp ai mà không có năng lượng để rõ ràng định hướng thì tự nhiên nó bị xìu một cái là nó bay luôn cả nhà. Cũng có những nhà mà nhiều người tiếp si tiếp ép chẳng hạn, thì đôi khi lúc đầu nó hơi trầm một tí nhưng mà họ đi rất bền luôn. Có những người mà họ đi rất bền, nó minh chứng qua rất nhiều hành trình của cộng đồng số tử tế mình rồi, chứ nó không phải là chưa có trường hợp nào nữa. Thế cho nên là đừng 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 vội vàng kết luận, đừng vội vàng đánh giá, đừng vội vàng cho nó một cái khái niệm gì cả, mà cứ thong dong mà đi, tốt thì cũng đi mà không tốt thì cũng đi, thế thôi. Còn nhân quả để thời gian nó hạ hồi, nó trả lời, cứ để cuối hành trình này rồi mọi thứ nó sẽ rõ. Còn bây giờ chúng ta đừng vội đánh giá hiện trạng của nhà mình vội. Có đánh giá chỉ là đánh giá để có phương án xử lý, chứ không phải đánh giá là để kết luận rồi mình thả cảm xúc của mình vào đó. Đừng có thả cảm xúc bi quan hay là chủ quan của mình vào đó là được. Và mình cũng chia sẻ là giống như đoạn đầu mình chia sẻ đấy, tất cả những hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện là ban phụng sự hiện tại đối diện với hoàn cảnh của nhà, là để đây là một bài tập thực hành thực tế để tất cả anh chị trong ban phụng sự của chúng ta thực hành khả năng thích nghi nha, thực hành khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh đấy, để xem cái năng lực thích nghi của chúng ta như thế nào, đúng không ạ? Và đây chính là một trong những cái điều cần phải phải ghi nhớ, để nếu như mình tương tác với nhà mình tương tác với những người bên cạnh mình mà mọi người chưa tương tác lại, thì hãy nhớ đây là môi trường để chúng ta thích nghi thôi. Đấy, hãy thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đó là mục đích chúng ta đến làm phụng sự, là để thích nghi với mọi hoàn cảnh đấy. Khi đi phụng sự mà muốn mọi thứ nó theo ý mình thì khi mình đâu còn tâm phụng sự nữa. Tâm phụng sự chỉ nảy sinh khi nào mà mọi thứ nó chắc trở trái ngang một tí, thì tâm phụng sự lúc đó mới thực sự là được thử thách. Còn tâm phụng sự mà
mọi thứ nó đều theo ý mình thì mọi thứ chưa hẳn lúc đó nó là tâm phụng sự đấy. Rồi mình có hai cái mô đun. Một mô đun đầu tiên là về thấu hiểu con người thông qua công cụ tính cách DISC đó. Cái công cụ thứ hai là phương pháp để gắn kết kết nối cũng như là xây dựng mối quan hệ bằng thuật dụng nhân được mang tên là tứ nhiếp pháp, hay còn gọi là bốn pháp nhiếp phục nhân tâm. Thì hôm nay thì mình sẽ chỉ nói sâu về DSC được thôi, còn bốn phương pháp thu phục nhân tâm thì sẽ để hôm sau, nhưng về cơ bản sẽ nói lướt qua được cả hai nữa thì càng tốt nếu đủ thời gian nha. Rồi chúng ta còn 30 phút nữa thì đây đây là bài đào tạo từ K1 hành trình kiến thức cho nó đọc, và cũng là chương trình cuối cùng chưa bao giờ được đào tạo lại, do hành trình K1 thì 3 tháng, thế cho nên là có cái module liên quan tới thấu hiểu mọi người. Còn sang đến các từ K thứ hai và K thứ năm, hiện tại K5 là không chưa có module này. Thì mình chia sẻ một chút về DIC á. Thì thứ nhất này, khi mà sử dụng công cụ này thì chúng ta có một vài cái, ở đây mình có một vài cái cảnh báo cho cả nhà trước khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ này nha. Đấy, cảnh báo này, dùng công cụ chứ không để công cụ dùng mình. Không cố chấp vội gán nhãn, tức là gì, mình đừng bị chấp vào công cụ, nếu không là bị gán nhãn, vội gán nhãn quá, vội kết luận quá về một người, vừa nhìn thoáng qua họ vì một số đặc điểm mà mình vội quá thì nó sinh ra một cái tâm phán xét đánh giá. Cái thứ hai là dùng công cụ chỉ với mục đích để hiểu và thương thông cảm biệt nghiệp của mỗi người, chỉ đơn giản như vậy. Ví dụ khi mà mình nhận diện được ví dụ như là chị Quỳnh Sống Xanh đi, là tiếp đi rất mạnh chẳng hạn, đó thì đấy là biệt nghiệp của chị. Thì khi mà tiếp đi mạnh á, thì thường họ muốn lấn át người khác, họ muốn trên phân người khác, họ muốn áp lực người khác, họ muốn người khác phải nghe theo ý kiến của họ với cường độ năng lượng rất mạnh. Thì khi mà mình hiểu cái tính cách đó thì mình sẽ biết à đấy là biệt nghiệp của họ, thì chúng ta sẽ biết cách hiểu và thương, hiểu thương họ hơn và chỉ dừng lại mục đích đó, rồi chọn cái cách phối hợp với họ như thế nào cho nó phù hợp. Thì trong nhà của chúng ta cũng như vậy nhé, chúng ta phải biết nhìn chung tính cách nó sẽ là như vậy. Mỗi một người sẽ có một cái cách để đối diện khác nhau. Rồi đấy, thì có một vài cái cảnh báo như vậy với cả nhà trước khi mà đi vào cái bộ môn này, dùng không cẩn thận là nó lại sinh lạc đường. Thì đây là một sản phẩm DST, là một mô hình nghiên cứu của tiến sĩ William Moulton đó, để kiểm tra các hành vi cá nhân của con người trong môi trường. Đấy, DSC đưa ra thiên hướng hành vi phong cách bên ngoài đấy nha, phong cách bên ngoài thôi. DSC chỉ có một công năng của phong cách bên ngoài, sở thích của từng người đấy. Và tác giả nghiên cứu công cụ này năm 1920, khi đó thì đang là tiến sĩ tại đại học Harvard, hoàn thành nghiên cứu này với mục đích phát triển sự hiểu biết của mình về hành vi con người và áp dụng trong lĩnh vực tâm lý học. Đó, năm đó tác giả cũng loanh quanh khoảng tầm 27 tuổi, rất là trẻ. Đúng không ạ? Rất là trẻ, 1920, mà tác giả là một sinh 1893. Đó. Thì đây là công cụ mà tác giả nghiên cứu và để lại cho mọi người, cho cộng đồng sử dụng. Đấy, thì chúng ta cùng nhau thả tim thả hoa để tri ân. Thì mình khi mà học bất cứ một cái gì đó, chúng ta cũng nên tìm hiểu ai là người sáng tạo nên nó để chúng ta thực hiện cái nếp sống tri ân, để tránh trường hợp là chúng ta sử dụng rất nhiều các công cụ hay giá trị nhưng chúng ta cũng không biết là ai là người sáng tạo ra nó để chúng ta thực hiện cái lời biết ơn. Đấy, thì mượn công việc là tu tập như vậy, cho nên khi mà bản thân mình học một cái gì đó cũng luôn hỏi là ai là người đẻ ra nó để chúng ta thực hiện cái sự tri ân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào công cụ nha cả nhà. Thì ở đây này, để hiểu được từng thành viên trong nhà của mình như thế nào, chúng ta sẽ để chọn được cách phù hợp, chúng ta phải hiểu họ trước, hiểu họ đi trước, hiểu thành viên đi trước, chọn cách làm việc đi sau. Tránh trường hợp là chọn cách làm việc của mình mà không quan tâm tới tính cách nhận diện rồi cái
cái xu hướng của người khác thì nó rất là phiến diện. Có những người họ cần cái sự im lặng, họ cần cái sự tỉ tê một một, nhưng chúng ta lại tổng tấn công của họ trên Zalo, và họ sẽ lùi lại, họ sẽ ôm lại, họ sẽ gọi là giống như kiểu một con nhím ấy, xù lên, vây lên, xù lông lên. Đấy. Có những người thì họ muốn được ghi nhận, có những người thì họ muốn được riêng tư, họ không muốn public. Thì chúng ta phải hiểu về cái tâm lý này nha, nếu không là bị lạc đường. Thì chúng ta có hai trục cả nhà nhá, có hai trục này, trục dọc cả nhà nhìn, trục dọc giúp mình nha. Đấy, trục dọc thì con người ta có xu hướng tính cách hướng ngoại và hướng nội, đúng không ạ? Trục dọc này là hướng ngoại và hướng nội, tức là hướng ngoại tức là họ lấy năng lượng bằng cách họ nói chuyện với người khác, họ lấy năng lượng bằng cách họ hướng ra bên ngoài. Hướng ngoại và hướng nội nói về xu hướng lấy tiếp nhận năng lượng. Có những ai mà cứ nói chuyện với người khác, cứ ra bên ngoài, cứ đi du lịch là họ cảm thấy hạnh phúc, họ thấy có năng lượng. Cứ ai mà được quảng giao, được đứng lên sân khấu là họ có năng lượng, thì đây là người hướng ngoại. Còn những ai mà khi nào mà muốn lấy năng lượng là họ chỉ về nhà thôi, muốn ngồi khu một góc im lặng, không muốn nói gì cả, cần sự im lặng, đấy là những người có xu hướng hướng nội. Thì hướng nội hướng ngoại nói về xu hướng lấy năng lượng. Cả nhà gõ số khung chat giúp mình nhỉ. Hướng ngoại và hướng nội chỉ nói về xu hướng lấy năng lượng mà thôi nha. Hướng chỉ nói về xu hướng lấy năng lượng. Có những người họ cứ nói với người khác họ vui cả ngày, có những người mà cứ nói chuyện với một vài người một ngày là thôi họ mệt nghỉ luôn. Những người hướng ngoại mà là những người làm sale marketing thì được, còn người hướng nội mà làm sale marketing thì họ sẽ rất dễ bị mất năng lượng, khi họ phải nói chuyện với quá nhiều người một ngày họ dễ mất năng lượng lắm, mệt nghỉ luôn. Đấy, nói về xu hướng lấy năng lượng nha. Thì ở đây thì cả nhà ai mình tự nhận diện xem mình là hướng hướng nội hay hướng ngoại. Tự nhận diện xem mình là hướng nội hay hướng ngoại. Cùng gõ trong chat nha. Đó. Cái này nó chỉ nói về xu hướng lấy năng lượng, nó không nói về nhân cách sống, nó không nói về trình độ tu tập, nó cũng không nói về trí tuệ đạo đức nghị lực, nó không nói được. Nha. Nó chỉ là xu hướng lấy năng lượng. À, khi mà tôi cảm thấy ví dụ như thầy Quân là người hướng nội, đấy, thầy là người hướng nội nên là thầy bảo là khi nào mà thầy mệt là chỉ muốn ngồi một mình đọc sách đấy, thế thôi, không có muốn nói chuyện. Thầy nói chuyện với mọi người nhiều chỉ với những vấn đề mà thực sự mà thầy tâm huyết thôi, còn không phải là nói chuyện kiểu chuyện gì cũng nói, những chuyện tâm huyết nói cả ngày cũng được, bởi vì đấy là cách thầy lấy năng lượng. Đấy thì ở đây một số anh em đa phần là hướng nội đúng không ạ, đa phần hướng nội này cũng dần hướng ngoại đấy đúng không ạ? Thành Nghi Văn Thắng là hướng ngoại rõ ràng luôn đúng không ạ. Đặc điểm của những người hướng ngoại là rất thích, rất quảng giao, nói chuyện nhiều, nói nhiều, cười nhiều. Thế tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nha, từng loại tính cách một, đấy là xu hướng lấy năng lượng này. Rồi, cảm ơn cả nhà. Cái thứ hai này chúng ta có cái trục ngang, trục trục hoành đấy, nó có hai cái thái cực, một là quan tâm về công việc, hai là quan tâm về con người. Đó, người mà quan tâm về công việc đôi khi sẽ bị mọi người người đấy sẽ có một cái thiệt thòi vô cùng lớn là ông này hình như vô cảm hay sao, mình khóc thút thít xong rồi ok, hành động tiếp theo là gì em? Đấy, quan tâm về công việc thôi đấy, kiểu như vậy. Mình đến mình nói với sếp là sếp ơi em mệt, mệt quá các kiểu, ok mệt thì em đi nghỉ đi xong bàn ra công việc nhá. Đấy, những người đấy là tiếp người mà quan tâm về công việc. Còn cái người mà quan tâm về con người là như này này, thế vậy em mệt quá, thế à em mệt cho như thế nào, đấy, thôi đi nghỉ đi, đấy, còn mọi thứ thì để bàn giao lại cho mọi người. Sau đó thì nếu như mà mệt quá thì cứ thu xếp nghỉ 3 ngày đấy, kiểu kiểu như vậy. Tông giọng của họ nói chuyện nó cũng êm ái hơn đấy, họ quan tâm về con người. Thì cả hai người này cũng mình cũng chưa bảo là người nào là người mà đạo đức nghị lực trí tuệ như nào nhá, cho nên là đây chỉ là cách họ quan tâm thôi. Đấy, có những người mà vì trách nhiệm công việc họ sẽ quan tâm nhiều hơn về công việc. Thì đây nó chỉ là đối tượng quan tâm, nó chưa nói về nhân cách sống, nó cũng không nói về bà gốc rễ như thế nào nha, trình độ tu tập cũng chưa nói ở đây. Đó. Thì ở đây chúng ta xem là chúng ta quan tâm về công việc nhiều hơn, cảm nhận được rằng là khi mà nói chuyện với một người chúng ta cảm nhận rằng chúng ta quan tâm về công việc nhiều hơn hay quan tâm về con người nhiều hơn. Chúng ta cùng nhau gõ xuống công chat để nhận diện chính mình nha.
nhân diện chính mình. À, xin mời cả nhà. Đó. Ở đây có người sẽ quan tâm công việc, có người quan tâm con người, như đa phần của chúng ta quan tâm con người ha. Có người thì cả hai, thì cơ bản là cân bằng thì sẽ cả hai, nó không trội quá. Thế cả hai tức là nó khá là cân bằng, nó khá là cân bằng. Rồi, bây giờ chúng ta tổ hợp này. Tổ hợp cái này thành bốn cái tính cách. Ok, tính cách đầu tiên, đi. Đi tức là người hướng ngoại và người quan tâm về về gì ạ? Về công việc. Đúng không ạ? Chúng ta lưu ý phần này mình sẽ đi chậm một chút nha, để chúng ta sẽ tìm hiểu được cái tính cách của từng từng loại này. Đây chỉ là bề nổi thôi nha, tính cách bản chất nó là sóng thôi. Còn cái tâm thức nó là nước. Sóng nó chỉ là những cái gọi là cơn sóng nó trào lên trên để chúng ta dễ nhận diện. Còn bản chất là nước, nước là tâm thức, còn tính cách là sóng. Cả nhà gõ xuống trang cho mình này, tâm thức là nước, còn tính cách là sóng. Sóng nó trồi lên trên để cho chúng ta nhìn thấy, nhưng bản chất sóng không phải là nước. À, sóng không phải là tất cả, là sóng nó chỉ là một bề phần, một phần của nước thôi, nó không phải là tất cả. Đó, tính cách nó cũng như vậy, nó chỉ là những cái hiện tượng nổi cộm để chúng ta nhìn thấy thôi, còn bản chất tâm thức mới là vấn đề mà chúng ta cần phải cảm nhận sâu sắc. Nhưng mà nhờ cái hiện tượng sóng đó, chúng ta cũng đánh giá được một phần nào đó cái chất lượng của tâm thức. Sóng nó trồi lên phía trên đấy, thì chúng ta dễ nhận diện. Lồm cồm nó bò lên trên. À, thì ở đây đầu tiên tiếp đi đây, dominance, người thủ lĩnh. Người thủ lĩnh đấy, người thủ lĩnh có tính cách là gì? Người thủ lĩnh là cơ bản là người hướng ngoại, là cái người mà đây đặc điểm của người thủ lĩnh. Thứ hai là influence, là người ảnh hưởng, đúng không ạ? Là người hướng ngoại nhưng lại quan tâm về con người thì là ai nha? Chúng ta cùng nhận diện này, hướng ngoại nhưng lại quan tâm về con người thì là ai? Hướng ngoại nhưng quan tâm về công việc thì là đi đấy. S tức là gì? Hướng nội mà lại quan tâm về con người thì là hướng nội. C là gì? Là quan tâm về công việc phải hướng nội. Đấy, rất chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ, tỉ mẩn, đúng không ạ? Mọi thứ nó phải rõ ràng, chi tiết. Rõ ràng, chi tiết. Thì từng đồng chí nó sẽ có tính cách như thế này. Ông đi thì mình dùng hết chữ đi để chữ D đầu tiên để biểu đạt cho cái tính này. Dấn thân, dẫn dắt, dám làm và dũng cảm. Đây là đặc điểm 4D của ông đi. Đầu tiên là ông ấy rất dấn thân, tiên phong lắm. Những người đi họ tiên phong lắm. Bây giờ hỏi trong lớp ai muốn giơ tay phát biểu thì kiểu gì những người đầu tiên là những người, là người đi giơ tay. Nên là nếu như mà chúng ta chỉ dựa trên tinh thần xung phong thì khả năng cao chúng ta sẽ thu hút được những người đi, tức là người có tố chất thủ lĩnh. Cũng giống như vậy, khi mà cả nhà hỏi tương tác ở trên nhóm trong nhà thì phần lớn những người đi là những người sẽ tương tác, là những người sẽ tương tác với mình, phần lớn là như vậy. Tất nhiên nó không chính xác hoàn toàn nha, nhưng phần lớn những người nào là những người tiên phong dẫn dắt hay là những người mà họ nhận trách nhiệm thì phần lớn sẽ là người đi. Và cũng chỉ là một trong bốn loại tính cách thôi, chúng ta đừng vội thấy rằng người này tốt thế. Chưa hẳn nha, chưa hẳn những người hay dấn thân dẫn dắt xung phong lái đâu, bởi vì rất có thể đồng chí đi này mà thiếu trí tuệ một cái là dẫn anh em đi lung tung, đúng không? Họ dẫn dắt nhưng mà phải mình phải có trí tuệ chứ, bây giờ mình dẫn dắt anh em đi cứ đâm đầu xuống hố thì chết. Cho nên là chưa hẳn những người mà họ cúp giơ tay rồi sôi nổi trong nhà đã là người tốt nhé. Thì chúng ta phải cẩn thận để tránh trường hợp là khi thấy nhà mình ỉu ỉu một tí chúng ta lại buồn. Không phải đâu, đừng đừng đánh giá bề nổi, bởi đây chỉ là hiện tượng thôi đấy. Thứ hai là họ có khả năng dẫn dắt hoặc thích dẫn dắt người khác. Một này, có những người tiếp đi ấy, bản thân mình phải nhận thấy là họ, một là họ có khả năng dẫn dắt, hai là thích dẫn dắt. Cũng có trường hợp là thích dẫn dắt nhưng không có khả năng dẫn dắt. Đấy, đấy, khổ cái người đi là như này, là tôi rất muốn người khác theo mình nhưng mà mình không có khả năng lãnh đạo anh em.
trong cái tâm ngầm là rất muốn lãnh đạo và rất muốn có một cái đội nhóm, nhưng mà khổ nỗi là không dẫn dắt được bởi vì thiếu ba gốc, thiếu kỹ năng. Xu tính cách thì như vậy, nhưng mà cái mong muốn thì nó kỹ năng không đủ. Đấy, và người này dám làm, dám nhận dạy trách nhiệm, dũng cảm. Đây là tướng tiên phong nha. Dominance đi là tướng tiên phong. Đấy, đánh trận tướng tiên phong. Thì ở đây ví dụ như là Quan Vân Trường hay Trương Phi là tiếp đi mạnh không ạ? Rất mạnh. Nha, tiếp đi rất mạnh. Tất cả các vị tướng đều có tiếp đi hết không? Ông nào vị tướng lại không có tiếp đi đâu cả nhà. Tiếp đi luôn trội của các vị tướng. Đó nha. Tiếp ai này? À, ai thì mình lại dùng chữ y để lấy một số cái từ ngữ y ới, inh ỏi, âm ý kiểu kiểu vậy, đúng không ạ? Người tiếp ai là gì? Đi đâu cũng cười thoải mái, gặp ai cũng tít hết cả mắt lên, đúng không ạ? Kiểu như vậy là thích giao lưu, thích kết nối, thích chia sẻ của với làm sale marketing, của với cái việc đối ngoại, đúng không ạ? Thích nói chuyện, thích ngờ đi ăn nhậu, kiểu như vậy thì đấy là người tiếp ai, thích cà phê đấy. Là tiếp ảnh hưởng, có người sự ảnh hưởng với người khác. Là vì sao họ ảnh hưởng, vì sao họ ảnh hưởng cả nhà? Thì ông nào cứ nói chuyện nhiều thì ông ảnh hưởng thôi, ông nào cứ đi tương tác với người khác thì ông ảnh hưởng thôi. Chứ bây giờ bản thân một số ông suốt ngày ở trong hang không đi ra ngoài làm sao ảnh hưởng? Cái nhân là họ thích kết nối với người khác, thích nói chuyện với người khác, thích chia sẻ mà nói không ngớt. Ví dụ Huyền Sâu chẳng hạn, đúng không ạ? Tiếp ai rất mạnh thì cứ nói chuyện nhiều với ai đó thì ảnh hưởng thôi, có gì đâu. Nhân là nói chuyện nhiều, kết nối nhiều, và quả là ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng nó lại có hai trường hợp, ảnh hưởng xấu và ảnh hưởng tốt. Đúng không ạ? Hitler ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng với thế giới, nhưng ảnh hưởng chiều hướng tiêu cực, đúng không ạ? Nhưng mà Đức Phật, Chúa Giêsu thì lại ảnh hưởng thế giới một cách vô cùng tích cực, một vị cứu tinh của nhân loại. Thì sự ảnh hưởng nó lại khác nhau, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Đấy, trong nhà thì có cái người này thì nó vui lắm cả nhà. Trong một đội nhóm mà có những người tiếp ai này này, đội nhóm nó xôn xả, nó vui lắm. Đấy, dù gì Tuệ Ngôn chẳng hạn cũng làm tiếp này, đúng không? Nhà mà cứ có một vài người như này là vui cực kỳ luôn, bởi vì họ có khả năng trao năng lượng cho người khác. Nhưng trao năng lượng có hai dạng là năng lượng tốt và năng lượng xấu. Khi mà họ đã trao năng lượng tốt thì anh em vui vẻ hoan hỉ vô cùng, nhưng khi mà họ đã trao năng lượng xấu thì coi chừng đội nhóm đấy nó ỉu hẳn luôn. Họ chỉ cần pha pha vài câu tiêu cực thôi là anh em cảm thấy khó chịu luôn. Đấy, đấy S này, sau đến S nhá. S là săn sóc và sát sao. Người tiếp S là thích săn sóc và sát sao người khác. Họ có khả năng lùi lại, hướng nội mà. Đấy, giống như các mẹ mình chăm con ấy, giống như nuôi con mọn ấy, tỉ mẩn làm từng tí mà. Săn sóc và sát sao công việc đó. Những người tiếp S thì họ thường họ sẽ có cái tiếp là hậu cần, hậu phương. Đấy, săn sóc người khác. Và thường cảm thấy mất sự an toàn nếu như ai đó yêu cầu họ phải đứng lên sân khấu. Thường cảm thấy mất an toàn khi ai đó phải yêu cầu họ chia sẻ trước quá nhiều thứ, trước đám đông. Họ sẽ cảm thấy ngại. Nên đôi khi bài tập của chúng ta nó thiên về phục vụ cho người tiếp đi và tiếp ai nhiều, hay các hoạt động mà các ban phụng sự mà đẩy cho tiếp đi và tiếp ai nhiều là cẩn thận, là những người tiếp S này họ sẽ không nối được. Họ sẽ cảm thấy mất vùng an toàn, nên thời gian đó họ co lại để ôm mình lại để họ cảm nhận sự an toàn thì họ mới bùng ra. Nhưng khi người tiếp S này này, khi người tiếp S này mà họ cảm nhận được sự an toàn thì người tiếp S này đôi khi họ lại kết nối và nói chuyện nhiều như người tiếp ai luôn. Ở đây một số anh chị mà tiếp S, khi mà mình cảm nhận được một số mối quan hệ lành mạnh và có sự an toàn thì người đấy là cái người mà suốt ngày chỉ kết nối với người đó thôi. Còn ông tiếp ai ấy, là ông nào ông cũng kết nối luôn, ông nào cũng muốn kết nối, là cái tiếp ai ấy, thích kết nối với mọi mọi người, không nề hà gì người khác, ai cũng đến làm quen thân cận nói chuyện. Nhưng người tiếp S thì chỉ kết nối với những người mình cảm thấy an toàn, và chúng ta đang ở trong vùng chưa an toàn với những người người tiếp S thì chúng ta phải xây dựng cái sự an toàn đó bằng tứ nhân pháp thôi, thân cận, đúng không ạ, gần gũi đấy, bố thí lợi hành ái ngữ và đồng sự với họ thì nó mới tạo ra vùng an toàn, thì khi đấy họ mới kết nối với chúng ta được. Còn nếu không mà chúng ta cứ tấn công họ thì chỉ chưa phục được người tiếp đi thôi. Người tiếp đi dẫn dắt, nhưng người tiếp đi nó không bền vững đâu, vì nếu như chỉ tiếp đi đơn thuần họ sẽ dễ bị tụt mút đấy, đúng không nào? Rồi tiếp C, người kỷ luật đây. Đấy, người tiếp C lại có một cái đặc điểm là gì? Chi tiết, cụ thể và chắc chắn. Đấy.
đúng không ạ, chi tiết cụ thể và chắc chắn. Người này là người mà làm gì cũng phải đo plan đâu đấy, làm gì họ cũng rất là chi tiết cụ thể chắc chắn họ mới làm, họ sẽ cảm thấy mất an toàn nếu như mà làm việc với ông ai đúng không ạ. Người si mà người ai mà làm việc với nhau thì thôi rồi luôn. Cái này nhá, ông ai là gì, thôi làm đi cảm hứng đúng không ạ, không rõ ràng con đường nhưng mà cứ phi như trâu ấy đấy. Còn ông si thì sao, từ từ đã, ông được kéo ông ai là ông ai trở lại từ từ đã, bay bớt vừa thôi đấy, cụ thể chi tiết như thế nào, làm như thế nào, chứ bây giờ cứ đi không biết đi như thế nào thì làm sao biết được, phải rõ ràng con đường chứ đấy, bước một là gì, bước hai là gì, bước ba là gì, rất rõ ràng cụ thể để tránh trường hợp là làm theo cảm xúc. Ông ai bảo ông mà cứ cứ cứ, cứ chi tiết này làm sao mà làm được cái lớn, thôi cứ làm đi đúng không ạ, kiểu như vậy. Thế hai ông quặc nha, cái ai cũng si cho một 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 tổ chức là nó quặc nha, vợ với chồng mà ai trội và si trội là cũng quặc nha. Một cái người quá bay bổng, một cái người quá lý tưởng tức là, nhưng một cái người mà cần chi tiết lộ trình kế hoạch thể chiến lược là không thích cái tính cách này. Đấy, thế thì ở đây nếu như để chọn hai tính cách trội nhất nha, hai tính cách trội nhất tiếp này, mình sẽ đưa thêm một cái ví dụ nữa này. Người đi, mình lấy hình ảnh của lửa. Cái này thì cái mà đây là phát hiện riêng của mình nha, nó không phải là quy chuẩn của trước mình được học đâu nha. Cái này là cái mình chế thêm vào và mình thấy nó hợp lý. Đi này là biểu tượng của lửa, ai là biểu tượng của gió, S là biểu tượng của nước và C là biểu tượng của đất. Tại sao mình nói là đi người thủ lĩnh là người tiếp lửa, bởi vì ai gần họ cũng cảm thấy có nhiệt, có năng lượng đúng không, càng là cảm nhận bên cạnh những người đi là chúng ta cảm thấy có năng lượng không, chưa chưa biết năng lượng xấu hay tốt nhưng cảm thấy có năng lượng. Cái người này người quyết đoán, hành động mạnh mẽ, yên tâm dấn thân làm việc đấy, chưa biết dẫn mình hồ xuống hố hay là lên trên thiên đàng thì không biết, nhưng cơ bản là thấy có năng lượng là. Và người đi có một cái năng lượng có thể là rát mặt người khác được, tiếp lửa mà đốt cháy thiêu đốt được người khác, sẵn sàng san phẳng san bằng mọi thứ đấy, bằng tiếp lửa của mình. Lửa nó có một cái đặc tính là san bằng mà, đi đâu là cháy đấy. Ông đi đâu là cháy đấy. Donald Trump đúng không, cả nhà thấy Donald Trump không ạ, ông ấy đi bắc mạnh luôn đúng không, mặt lúc nào cũng như kiểu muốn nhất vào mặt người khác đấy. Ai là tiếp gió, gió thì sao, bay bổng đúng không ạ, nhẹ nhàng bay đi khắp nơi, ai cũng bay được. Người hai là người bay vô cùng đấy, bay đi khắp nơi không quan trọng đúng không ạ, thấp cũng bay được mà cao cũng bay được. Nhưng mà tiếp E là tiếp nước, là nước chỉ chạy đến số trũng, nước nha cả nhà nhớ này, nước là chỉ chảy đến chỗ trũng, cả nhà ghi giúp mình này, nước chỉ chảy đến chỗ trũng, tức là chỗ trũng là vùng an toàn của nước. Cũng giống như vậy, người S là người có thấy thực sự an toàn thì họ mới tiếp xúc, họ mới trao đổi, họ mới nói chuyện, họ mới tỉ tê, và họ chỉ cần trong cái phạm vi an toàn của họ là nhóm nhỏ. Khi mà họ cảm thấy nhóm này chưa có một cái sự an toàn, họ sẽ cảm thấy không muốn kết nối. Nên nhóm mình mà nhiều người tiếp S thì khả năng cao thời gian đầu tiên rất trầm, không sao cả, kệ, không vấn đề gì đâu nha, không vấn đề gì cả đấy, không vấn đề gì. Rồi C là đất gì, đất thì chắc chắn rồi đúng không, đi trên mặt đất mà, mặt đất thì còn không có gì chắc chắn hơn đất, rất rõ ràng cụ thể chi tiết chắc chắn đúng không ạ, đấy đặc tính của đất. Thì đi ISC mình biểu tượng bằng đất nước gió lửa, rồi đi với ai mà cộng với nhau, tức là gió với lửa mà cộng với nhau thì ra cái gì cả nhà, gió với lửa mà cộng với nhau thì ra cái gì ạ, cháy rừng, cháy nhà. Ông đi với ông ai mà làm diễn giả mà diễn thuyết thì thôi rồi luôn, người đi là có năng lượng, người ai là có ảnh hưởng, ca múa nhạc được, họ có thể là khả truyền cảm hứng được, người đi về nghe, nên phần lớn những người diễn giả ở Việt Nam mà người truyền cảm hứng được là người phần lớn là đi và họ có khả năng truyền cảm hứng với người khác. Còn mình chưa nói là năng lượng tốt hay năng lượng xấu nha, nhưng cơ bản là có khả năng truyền cảm hứng. Đó, gió với lửa mà cộng với nhau thì thôi cháy rừng rồi, cháy nhà luôn. Nên trong một đội nhóm, mà có người đi ai mà người này là người mà khiến họ vui nha, cả đội nhóm nó vui kinh lắm. Nhưng mà người đi và người ai mà họ sân lên thì thôi đúng là cả đội nhóm im re luôn, bởi vì họ sẽ phả ra cái năng lượng vô cùng là khó chịu với đội nhóm. Nên cả nhà cảm nhận cho đội nhóm mình mà có ông nào đi ai hoặc ai đi là cẩn thận, lúc nào phải khiến ông ấy vui nha, thì đội nhóm mình nó vui.
Nếu như mọi người vui ở cấp độ 1 thì ông ấy có thể đẩy lên cấp độ 2, cấp độ 3. Cũng giống như vậy, cực đoan còn lại là ông ấy mà buồn một cái, ông ấy sân một cái, ông ấy muốn đi rồi, anh ạ, gọi là muốn triệt hạ ông nào một cái là thôi xong luôn. Ông ấy nói cho thì hết thôi. Trong đội nhóm mình có đi ai là phải cẩn thận như cả nhà, con dao hay lưỡi. Nhưng mà không sao, hiểu và thương nhau, biết làm sao được, bởi vì sinh ra biệt nghiệp nó là như vậy. Đúng không? Chẳng nhẽ lại 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 không không dùng nữa thì phí quá. À. Đấy, đúng không? Rồi. Đây. Chi tiết hơn nữa này, người đi thuộc nhóm này sẽ có tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát mạnh mẽ, tự tin, chủ động, năng động, hướng tới kết quả công việc. Người này thường nói nhanh, đi nhanh, nói nhiều, nói nhanh, mặt dễ đỏ, khi nói thì hăng, hành động tay luôn thẳng, nhanh, thích nói về bản thân hoặc những thứ liên quan đến bản thân. Đấy, kiểu như vậy. Đây là thường xuống tính cách đi. Ông nào nói nhanh, đi nhanh, nói nhiều, nói hăng, không hăng thì hụt, xong nào đó thì hết hơi. Đấy. Người tiếp ai thì người ảnh hưởng, nhiệt tình, cởi mở, vui vẻ, hòa nhã, lạc quan. Người này có khả năng thuyết phục cao, thích nói cười, hài hước, năng động, có tố chất sáng tạo, đi nhanh nhưng không thẳng, hứng thú với điều mới lạ và thích trải nghiệm điều mới. Nhóm mà có ông ai mà cả nhà mà xếp ông ấy làm vị trí mà cứ quy trình chi tiết thì thôi là ông ấy ngồi ông buồn cực kỳ luôn. Người ai phải cho đi nói chuyện, làm những thứ sáng tạo, đừng có quy trình gì cả với cái người ai này, đúng không? Em làm với MC đấy, em làm content quảng cáo, em làm viết bài truyền thông, em đi đối ngoại chia sẻ là được. Còn người MC bảo em xây dựng anh cái quy trình này cái, à, người ai ấy, xây dựng anh cái quy trình này cái là bắt đầu mặt họ chán, bởi vì quy trình hoặc là phải vận hành cái gì đấy nó không có tính sáng tạo, thì với người ai là người cực hình với họ. Còn người S là người kiên định, điềm đạm, từ tốn, ổn định, chín chắn, kiên định, lắng nghe, kế hoạch, đáng tin cậy, tận tâm, trách nhiệm, quan tâm tới con người. Người này ít nói nhỏ hoặc hơi ngại rủi ro, sợ đám đông, thích lắng nghe, thích tâm sự hay quan tâm đến người khác. Những người đi thì thường nói to, đúng không cả nhà? Người đi thì thường nói to, còn người S luôn cứ nói nhỏ lý nhí. Bởi vì cái vùng an toàn của họ chỉ có một đoạn nhỏ này thôi, nên họ chỉ có nói trong cái vùng an toàn đó thôi. Còn người đi là muốn bành trướng. Người đi và người ai muốn bành trướng, cho nên là họ sẽ có xu hướng nói to hơn. Người si kỷ luật, chính xác, bình tĩnh, cầu toàn, cẩn trọng, trật tự, đúng đắn, tập trung, công bằng, rõ ràng, thận trọng. Người này ít nói chậm, nhiều khi nói khó hiểu, diễn đạt vì không tốt, không hay, dài dòng, chỉnh chu, thích ngăn nắp, làm việc có sắp xếp, có logic. Rồi, bây giờ cả nhà cùng nhận diện tính cách của mình đi. Hai tính cách trội nhất của chúng ta là gì? Xin mời cả nhà. Hai tính cách nổi trội của cả nhà nhá. Đấy, là gì? Cùng gõ xuống công chat nha, nhận diện bản thân mình một chút. Rồi, một số anh chị em DC, SC, DS, DI, DC. CS. Đấy. Rồi, bây giờ mình nhận diện này. Nhận diện mẹ mình đi. Thì cả nhà xem mẹ mình là tiếp gì ạ? À? Bây giờ đến mẹ mình nha. Nhận diện mình xong này. Bây giờ nhận diện đến mẹ mình. Xem mẹ mình tiếp gì? Hai tính cách nổi trội của mẹ. Hai tính cách nổi trội. Tiếp khó tính. À, khó tính thì khả năng nó rơi vào đi và si nhiều. Họ sẽ hơi khó tính một tí. Đặc biệt là si mạnh thì họ sẽ khó tính theo một thứ, theo quy chuẩn, không có linh hoạt như người ai. Đó.
Đây chính là DIC nha. Rồi đây một biểu hiện của tiếp đi đây, cả nhà thấy không? Tiếp đi thì kiểu như thế này này. Đây ngôn ngữ hình thể của họ nói tay tay chỉ thẳng, ngôn ngữ rất mạnh mẽ hướng thẳng về người khác đấy, không nào? Bằng đây là biểu hiện tính cách của tiếp đi, còn đây là biểu hiện tính tính ai đấy. Em thấy vui không? Đấy, tiếp ai nó như này, nó nước à, gió đúng không ạ, đến đâu là mát lên đấy. Đấy, vui. Để đặt để gọi là ai, ai trội đấy, ai trội. Đây là C, S, săn sóc này, sát sao này. Những người tiếp S đây, nhìn nó rất hài hòa. Hài hòa, tiếp S. Không có đi mạnh quá. Đó, họ hài hòa, cơ bản như vậy. Cái năng lượng lấn át người khác nó ít, không có. Obama, mẹ Teresa đúng không ạ? Tiếp C đây. Đấy, chắc chắn cụ thể, nhìn mặt họ là cảm thấy sự chắc chắn, là tính toán. Đôi khi khi mà nghĩ vấn đề gì đấy, họ hay nhau mày vào để tính toán suy nghĩ logic xem nó có vấn đề gì không. Einstein đúng không? Đấy. Tim Wood rồi Steve Jobs. Này Steve cao. Steve cao. Vậy thì khi làm việc với tiếp đi, ở đây mình nói nhanh thôi, tiếp đi là tiếp chiến thành thì nên để họ đi xông pha nha. Các dự án mới, dự án khó, việc gì khó có người tiếp đi, việc gì mới có người tiếp đi. Người ai thì không nên đi quá chi ly công việc và phục vụ phù hợp với các công việc sáng tạo đổi mới. Người tiếp S thì mọi vấn đề giao cho họ cần có lý do tại sao phải làm việc này để đảm bảo sự an toàn của người S. Cung cấp bằng chứng dữ liệu để họ thì cảm thấy yên tâm. Đấy, ví dụ chuyển khoản cho chính quyền Việt Nam mà thấy tài khoản Lưu Khánh Chi là cảm thấy mất yên tâm thì phần lớn là người tiếp S. Còn người tiếp đi thôi kệ nào, có chuyển. Nhưng mà số lớn người hỏi số tài khoản này sao tài khoản cá nhân ta. Đấy, kiểu như vậy là người tiếp S cảm thấy an toàn. Đúng không? Tiếp C là người kỷ luật, là cần có sự kế hoạch chi tiết, họ không thích sự qua loa, thiếu logic, dành thời gian cho họ suy ngẫm, phân tích để họ muốn đi sâu vào vấn đề. Vậy thì DISC, nhà của chúng ta rất có thể trầm trong giai đoạn đầu vì có nhiều người tiếp F và tiếp C chăng? Chúng ta phải thẩm định lại. Có hai trường hợp, một là do nguồn lực của nhà nó chưa nhiều, mọi người phải đi làm việc quá nhiều, cho nên là không có thời gian tương tác. Hai, khả năng cao rơi vào trường hợp là tiếp S, tiếp C nhiều thì họ có khả năng hướng nội, họ chưa muốn kết nối ban đầu, nhưng đừng vội đánh giá, đừng vội phán xét. Đó, thì mình có mấy cái ý như vậy chia sẻ với cả nhà. Và cuối cùng có một vài cái cảnh báo đây. Nếu thiếu kiến thức, kỹ năng và đạo đức thì người tiếp đi sẽ trở thành người liều lĩnh, làm càn, hấp tấp và cạn cợt, sốc nổi. Nha. Người tiếp ai thì ba phải, lăng nhăng, lăng xăng, hay hứa, phá hoại và nói dối. Tiếp ai mà thiếu kiến thức, kỹ năng thì kiểu gì trở thành người ba phải, lăng xăng, hay hứa và nói dối. Người tiếp S thì cố thủ, sợ sệt, gây phiền toái cho người khác bởi vì quá quan tâm chăm sóc tới người khác, không quan tâm tới họ có nghĩ rằng mình có cần sự chăm sóc hay không. Đây là đặc điểm của người tiếp S, không quan sát người khác nhưng cứ nghĩ rằng người khác cần, sau đó mình đi mình chăm sóc mà không quan tâm người đấy có thực sự cần hay không. Người tiếp C thì trở thành người cứng nhắc, bảo thủ và thiếu niềm tin cho cuộc sống. Vì đó thì cho nên là tính cách nào thì tính cách mà thiếu kiến thức, kỹ năng và trí tuệ thì kiểu gì cũng trở thành những người mang lại cho mình và người khác sự khổ đau thôi. Thế cho nên là DSC nó là công cụ để chúng ta hiểu và thương người khác, thông cảm và sẻ chia, và lựa cách làm việc phù hợp với từng người trong nhà. Thời gian nó không đủ nên mình chỉ chia sẻ cái nguyên lý thôi. Còn các cả nhà phải tự cảm nhận cái năng lượng và tính cách của thành viên trong nhà, từ đó chọn phương pháp phù hợp với họ. Người tiếp S thì nên tỉ tê nói chuyện tâm sự. À, người tiếp I thì tạo cho họ nhiều cơ hội để họ kết nối. Ví dụ người tiếp I thì nhờ họ luôn trở thành người mà đi kết nối cùng mình. Đấy, người tiếp đi thì chúng ta giao cho họ những việc gì khó, việc gì mà cần cái sự năng nổ, sốc sốc vác. Người tiếp C giao cho họ công việc làm kế hoạch, làm plan nha, làm chiến lược. Thì mình có cái điều như vậy chia sẻ với cả nhà vì hết thời gian rồi, nên là xin phép được dừng ở đây. Chúc cho anh chị em ban phụng sự sẽ có được một cái công cụ này mà luyện thì cũng lâu lâu, nhưng mà cơ bản là cũng ổn để chúng ta có thể là xài được ngay.
trong cái quá trình mình phụ sự cho nhà, để tránh trường hợp là mình áp dụng gọi là cá mè một lứa, tất cả giống nhau thì nó sinh ra sự phiến diện, và chắc chắn là những người mỗi một người sẽ có cách để tương tác khác nhau. Đừng vội kết luận nhà của mình trầm, cứ để mình chia sẻ này, cứ để bế giảng hành trình rồi rõ nha, đừng vội kết luận. Một có thể nhà chúng ta ban đầu toàn những người tiếp đi tiếp ai nên nó sôi nổi ban đầu nhưng chưa chắc đã bền đâu đấy, hồi sau sẽ rõ nhá. Cũng có thời điểm là nhà của mình hơi trầm một tí nhưng mà khéo khi là nhà mình lại là nhà vô địch, biết đâu được. Nên là đừng vội kết luận, mọi hiện tượng của nó chỉ là tham khảo thôi, mọi hiện tượng là tham khảo đấy. Sóng không phải là nước, sóng chỉ là hiện tượng của nước, sóng không phải là nước nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đó. Xin mời phần tiếp theo, Hạnh Nguyễn sẽ chia sẻ với mọi người về cách để chúng ta hỗ trợ bài tập cho học viên, cho anh chị em trong thời gian sắp tới, trong tuần này. Xin mời ban tổ chức. Dạ vâng ạ, cảm ơn thủ lĩnh Quang Minh rất là nhiều. Ở đây là những cái chia sẻ về cái cách mà chúng ta ứng dụng về DISC vào trong trong cả cuộc sống và trong cả công việc của chúng ta, đúng không ạ? Đó. Trong tất cả mọi tình huống chúng ta sẽ, khi mà mình hiểu được, mình có thể áp dụng một cách rất là linh hoạt được, thì mời cả nhà sẽ gửi tới lời cảm ơn thủ lĩnh Quang Minh đã chia sẻ cho chúng ta một cái công cụ, tức là một cái phương tiện để nó giúp cho mình thích nghi, đúng không ạ? Giúp cho mình có thể thích nghi được với cái hoàn cảnh hiện tại, chúng ta có thể áp dụng nó. Rồi ạ. Rồi ạ. Mời cả nhà chúng ta sẽ có khoảng 2 phút ạ, để chúng ta đúc kết lại ngắn những cái gì mà chúng ta sẽ áp dụng vào trong cái công việc hiện tại của mình, ở trong cái công việc phụng sự hiện tại của mình hay là cuộc sống của mình. Thì thủ lĩnh có chia sẻ về tất cả từ đầu buổi đến giờ, đúng không ạ? Vậy thì bản thân mình sẽ áp dụng cái điều gì, và cái hành động tiếp theo của mình á là cái quả vàng của mình. Vừa nãy là chúng ta học quả xanh đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có quả vàng, mình sẽ đúc kết là mình sẽ áp dụng những gì. Và thì cả nhà có khoảng 2 phút ha, mình sẽ ghi lại. Và quả đỏ chắc chắn là chúng ta sẽ thực hành trong 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 suốt hành trình, đúng không ạ? Quan sát phân tích đúc kết, đúng không ạ? Rồi mời các ban phụng sự, mình sẽ có khoảng 2 phút, mình sẽ ghi lại xuống dưới những cái bài học mình sẽ áp dụng trong tối thiểu là tuần này ạ, và trong trong cả cái hành trình ở vùng cao này hay là trong cuộc sống của chúng ta. Để mời ban phụng sự mình cùng đúc kết bài học vàng của mình ha. Rồi, cảm ơn các ban phụng sự rất là nhiều. Đó, chúng ta sẽ ghi ghi lại những cái này và có thể gửi vào trong nhóm chat của Zalo, hoặc là nốt lại những cái điều mà chúng ta sẽ áp dụng, kiểu là chúng ta sẽ quên ha. Rồi, quan sát xu hướng hành vi tính cách của các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp hay học trò và những người xung quanh để có cách giao tiếp đối xử phù hợp nhưng không đánh giá nhân cách.
Hiểu thương, dung hòa các tính cách của các thành viên, quan sát và thấu hiểu. Rồi, mẫu DISC là công cụ để hiểu mình trước tiên và sau đó là để hiểu người. Hiểu mình để sửa mình, hiểu người để thương người. Tất cả mọi thứ đến với mình chỉ là hiện tượng để luyện tâm điềm tĩnh. Cứ kham nhẫn đến tận cùng, đúng không ạ? Rồi, mời các ban phụng sự mình sẽ có thể nốt lại những cái bài học rất là đáng quý của đồng đội của mình trong nhóm Zalo chung. Đó để chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ nốt lại riêng quyển sổ của mình. Để ngày hôm nay thì có thể có record và Lâm đã sẽ gửi lại các tài liệu này để ban phụng sự chúng ta có thể nghe lại, chúng ta đào luyện lại. Phần tiếp theo của chương trình bây giờ là 5 giờ 42 phút. Thì phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ tới với một cái phần ở trong cái giai đoạn mà chúng ta sẽ đào luyện như thế này, đúng không ạ? Ban tổ chức xin chia sẻ về cái mục đích, cái lý do mà khi mà chúng ta tham dự cái hành trình này. Và thứ hai là chúng ta sẽ có cái hành động như thế nào, mình sẽ có cái chiến lược triển khai ra sao. Đó, và cái thứ ba đó chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết hơn. Đó là cái phần vậy thì trong một hành trình như thế này và chúng ta sẽ có những cái tiêu điểm như thế nào. Ít nhất là tiêu điểm phần 1 này ạ. Đây ạ. Chia sẻ với cả nhà về 5 pháp của ban phụng sự ở K3 của chúng ta. Thì ở trong này chúng ta có các thủ lĩnh đã đào luyện ở trong cái hành trình và nó được chuyển giao và đã hoạt động ở trong câu lạc bộ thủ lĩnh. Và chúng ta còn có những ban phụng sự của K5 nữa. Thì các anh chị cũng có được biết về 5 pháp này, đúng không ạ? Và thứ ba là chúng ta có những thầy cô cũng ở bên Giờ Đọc Hạnh Phúc. Đó, thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau nâng đỡ đồng đội ha. Cùng nhau sẽ nhìn về cái mục tiêu chung của tất cả đội nhóm của chúng ta. Đó, thì về mục tiêu của chúng ta thì chúng ta sẽ có 3 mục tiêu lớn ạ. 3 mục tiêu lớn thì cũng gắn liền với cả 3 cái lời thề từ tâm của chúng ta vừa nãy. Chúng ta có thực hành ở phần đầu tiên nhé. Thứ nhất đó là mình sẽ lấy công việc để thực hành soi sáng lại chính mình. Lấy công việc để thực hành và soi sáng lại chính mình. Thứ hai đó là mục tiêu rèn luyện là thấm nhuần cái triết lý mà chúng ta đã được biết và được thực hành rất là nhiều trong các hành trình kiến tạo văn hóa đọc hay là văn hóa đọc chuyển giao, đúng không ạ? Là người đi trước thắp đuốc người đi sau. Là chúng ta sẽ làm gương, đầu tiên là sẽ làm gương, bao dung và đồng sự. Làm gương tôi làm được, tôi làm bạn xem. Tôi xem bạn làm, đúng không ạ? Bạn làm và bạn lan tỏa. Vậy thì chúng ta sẽ làm gương và chúng ta sẽ đồng hành với trên cái thái độ là sẽ bao dung và hiểu thương các thành viên trong nhà cũng như là trong đồng đội của chúng ta, ngay em ban phụng sự. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ phát triển kỹ năng. Ở đây là chúng ta sẽ nâng cao cái năng lực quản trị công việc và cái kỹ năng xây dựng đội ngũ đoàn kết và hiểu thương thông qua những công cụ ví dụ như là 6 hòa, từ nhiếp pháp và hiểu thương. Thì khi mà cái mục tiêu này thì mỗi ngày khi mà chúng ta sinh hoạt thì chúng ta sẽ ghim lại với nhau, có thời gian thì mình sẽ cùng phân tích đó để mình ghim lại cái mục tiêu này của mình. Ngày hôm nay chia sẻ với cả nhà cái mục tiêu để cả nhà chúng ta cùng ghim lại cái mục tiêu của ban phụng sự K3 văn hóa đọc chuyển giao văn hóa đọc vùng cao 2023 đó. Còn về nội quy thì chúng ta có cái hành vi thái độ sống và cái kỷ luật đó. Hành vi thái độ sống tức là những cái điều mà sẽ giữ cho chúng ta an toàn, cái điều mà chúng ta hướng tới, nó là cái hành lang an toàn để giúp cho chúng ta tốt lên và phát triển lên và nhìn nhận lại được bản thân mình mỗi ngày. Đó là 3 lời thề tâm và văn hóa đội nhóm. Và kỷ luật là chúng ta sẽ có 3 hình thức gieo hạt. Chúng ta sẽ ưu tiên sự chủ động ở đây. Sự chủ động ở đây đấy chính là 3 cái hình thức gieo hạt: trí tuệ, đạo đức, nghị lực. Đó, mình sẽ ưu tiên cái sự chủ động và mình nâng cao cái hành vi thái độ sống của chúng ta để chúng ta sẽ là người làm gương trước khi mà chúng ta mong muốn là lan tỏa phụng sự cộng đồng. Này, về kế hoạch hoạt động thì chúng ta sẽ chia làm cái tiến trình thời gian luôn ạ, cho nó dễ. Thì chúng ta có cái giai đoạn trước, trong và sau. Trước khai giảng thì chúng ta đã qua cái giai đoạn này rồi, đúng không ạ? Đó là ổn định các học viên về các nhà và hiểu thương học viên, chúng ta ổn định cái danh sách. Giai đoạn thứ hai là trong hành trình đào tạo online 1 tháng từ mùng 4 đến mùng 1 tháng từ mùng 4 tháng 12 đến mùng 1 tháng 1 năm 2023 thì mình sẽ có 2 cái tiêu điểm chính. Tức là chúng ta sẽ có 2 cái tiêu điểm chính giống như là cái công cụ DISC là hiểu mình và hiểu người, đúng không ạ? Thế cái này chúng ta cũng có là đào luyện bản thân và đồng hành cùng với học viên. Đó. Một bàn tay để giúp mình và một bàn tay để giúp người, đúng không ạ? Thì chúng ta có cái hành động cụ thể là chúng ta có những cái lịch đào tạo và sinh hoạt. Thì
thì sẽ vào cái sáng thứ hai và sáng thứ bảy ạ. Thì cả nhà ghim lại giúp em với nha. Những cái lịch này thì đã có cái sự thay đổi so với cái ngày đầu tiên ban tổ chức thông báo. Thì cả nhà vui lòng mình sẽ ghim lại để làm sao mà mình sẽ update được cái cập nhật mới nhất. Những cái thay đổi này là đang phù hợp nhất với hành trình của chúng ta. Và cái thứ hai, đấy là mình đồng hành cùng với học viên, với thầy cô của các nhà mà chúng ta đang phụng sự, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có cái lịch học của học viên vào tối thứ tư và tối chủ nhật. Và chúng ta sẽ có một vài những cái talk show truyền cảm hứng. Thì ban tổ chức có sẽ ghim lại toàn bộ ở trên cái bảng tin ban phụng sự đấy ạ. Đó thì cả nhà lưu ý giúp. Là chúng ta sẽ lưu ý cái phần này để có thể, đấy là những cái buổi bổ trợ thêm, buổi truyền cảm hứng thêm cho các thầy cô, truyền cảm hứng và động lực thêm cho chính ban phụng sự chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với học viên để hiểu hơn về những cái kiến thức học viên được đào luyện, và thông qua đó chúng ta sẽ có thể nâng đỡ được về cái bài tập, đúng không ạ? Mình sẽ cần phải biết được bài học thì mình mới có thể nâng đỡ được bài tập, và mình mới có được những cái phần đánh giá, thang đo đánh giá được ạ. Đó, thì mình đi theo cái tiến trình như vậy luôn. Và thứ ba là cái giai đoạn sau hành trình là giai đoạn đi trường vào ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1. Đó thì chúng ta sẽ cùng đồng hành tổ chức các cái chương trình truyền cảm hứng văn hóa đọc tại các ngôi trường vùng cao hải đảo và biên giới. Và năm nay thì có thể là sẽ là gần như là xuyên Việt hết ba miền luôn ạ. Đó, và đây là cái giai đoạn mình đi trường, thế nhưng mà mình ghi như vậy. Còn về thực tế thì có thể là theo cái thực tế mình sẽ đi sớm hơn. Tức là cái tuần thứ tư là chúng ta đã bắt đầu tham gia và đi trường rồi. Vậy thì đối với những ban phụng sự mà mong muốn là chúng ta đào luyện online một tháng và nâng đỡ học viên, thì chúng ta sẽ quan tâm cái phần đào luyện bản thân, cái lịch đào tạo này ạ. Đó, cái lịch đào tạo này chính là cái lịch đào tạo online một tháng thôi ạ. Còn đối với ban phụng sự mà mình chỉ quan tâm đi trường hay là những ban phụng sự mình quan tâm cả hai, đó thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm một cái lịch nữa là mình tham gia đào tạo vào sáng thứ tư hàng tuần. Đó thì mình bắt đầu từ tuần sau và mình sẽ đào tạo khoảng đến ngày 21 thôi ạ. Tức là khoảng 2 tuần thôi ạ. Đó, mình sẽ có 2 buổi hoặc 2 tuần, tại vì là cái tuần cuối chúng ta đã bắt đầu tham gia đi trường rồi ạ. Đấy thì mình chỉ áp dụng đối với ban phụng sự mong muốn đi trường thôi. Đó thì mình sẽ có thêm đào luyện thêm những cái kỹ năng về giờ đọc hạnh phúc hay là chuyên môn, là một vài cái kỹ năng tổ chức của chúng ta, đặc biệt trong buổi đi trường. Đấy thì cả nhà lưu tâm giúp em với. Đó. Còn về cái phần lưu trữ của chúng ta hay là về phần hậu cần thì cả nhà nhớ giúp cái cẩm nang của chúng ta sẽ chỉ có 3 điều thôi ạ. Và có 3 cái căn cứ địa để chúng ta có thể biết được cốt lõi tất cả vấn đề. Đó là thứ nhất là cái bản đồ kho báu. Và có cái đường link ở đây rồi ạ. Là nơi để mình lưu trữ những cái tài liệu quan trọng và cần thiết cho bạn phụng sự trong hành trình. Và thứ hai đấy là bản tin ban phụng sự, thì là nơi ghim lại những cái thông báo quan trọng. Và lưu ý với ban tổ chức luôn ở đây ạ, thì là chúng ta sẽ ghim lại thông báo, thì ban phụng sự cũng lưu ý luôn là chúng ta sẽ có những cái thông báo đánh số 1 2 3 4 5 6, đó để cho nó thành cái quy củ và thành cái tổ chức. Thứ ba đó là cái Zalo chung của chúng ta, đó chúng ta đang chat mỗi ngày đấy ạ. Đó chính là cái nơi để mình nâng đỡ hay là mình trao đổi, mình chia sẻ những cái kinh nghiệm phụng sự của mình hay là mình hiểu thương đồng đội. Đó, thì đấy là 3 cái nơi mà chúng ta cần phải ghim. Và tâm pháp là chúng ta có những cái văn nghệ 3 gốc và cũng là 3 cái lời thầy thứ tâm, đó chính là 5 pháp của chúng ta. Thì đó thì lát nữa thì ban tổ chức sẽ ghi lại. Và mỗi ngày mà trong cái buổi đào tạo thì chúng ta cũng sẽ cùng ghim lại cái mục tiêu này của chúng ta, lý do vì sao mà chúng ta tham gia vào cái hành trình này. Và mình ghim lại mục tiêu thì khi mà chúng ta có cái mục tiêu rõ ràng thì chúng ta sẽ có những hành động tương ứng một cách rõ ràng ạ. Đó là cái điều thứ nhất. Và cái thứ hai đó là khi mà để mà thực hiện được cái mục tiêu này á, đó thì chúng ta phải có những kế hoạch hành động cụ thể và chúng ta cần phải có cái sự nâng đỡ sát sao nhất của đồng đội, đúng không ạ? Đấy, chính vì vậy để mà đạt được cái mục tiêu này của mình thì mình sẽ chia thành những cái đội nhóm để chúng ta cùng đào luyện với nhau và chúng ta được cái sự nâng đỡ sát sao và kỹ lưỡng hơn từ những ban phụng sự của xóm của chúng ta. Đó, để làm sao mà mình được quan tâm và sát sao hơn, và có những cái vấn đề gì thắc mắc cần hỏi đáp thì chúng ta cũng sẽ tìm được cái người gần nhất hơn, đúng không ạ? Bởi vì hiện tại thì chúng ta có 98 theo danh sách là 98 ban phụng sự. Đó. Và cái cách mà chúng ta làm việc đội nhóm hiệu quả nhất, cả nhà có thể áp dụng cái này trong làm việc đội nhóm, đó chúng ta sẽ chia nhỏ các đội nhóm để chúng ta dễ thực hành và dễ bám sát nhất mục tiêu. Đó thì chúng ta sẽ chia thành các xóm. Đây là các xóm, chúng ta sẽ chia thành các xóm ạ.
Đó, đây là sẽ là đội ngũ ban phụng sự gia quân. Chúng ta sẽ có 8 xóm, có 80 nhà tương ứng, thì hiện tại có một vài nhà đang được sáp nhập rồi. Thì các ban phụng sự mình lưu ý là mình sẽ follow theo cái danh sách đã được update ở trên danh sách học viên chính thức, ở trên cả cái phần của học viên và cả cái phần của ban phụng sự. Ban phụng sự sẽ dùng cái danh sách đấy để liên hệ và để update cái tình hình. Còn dùng cái danh sách của học viên để công bố cho học viên. Đó. Rồi, thì chúng ta sẽ có cái xóm 1. Cái xóm 1 của chúng ta sẽ là ban phụng sự Hạnh Nguyễn, chính là em. Xóm 2 là ban phụng sự An Thư. Thì xin mời các ban phụng sự của xóm ngày hôm nay chúng ta có mặt. Thì chúng ta sẽ đổi tên theo xóm của mình. Và đổi tên theo xóm mà ban phụng sự nào mà có cả hai trách nhiệm là vừa phụng sự nhà và vừa phụng sự xóm. Thì mình sẽ đổi tên theo cú pháp này ạ. Đó, ban phụng sự nào chỉ có ban phụng sự theo xóm thôi thì mình đổi tên theo xóm. Xóm 2 là ban phụng sự An Thư. Thì mời các ban phụng sự mình sẽ giơ tay ha, để đồng đội của mình có thể nhận diện được mình. Đây gọi là các ban phụng sự sau này là sẽ để các ban phụng sự nhà mình sẽ túm đầu. Mình sẽ túm tóc và mình hỏi đáp, và mình có cái vấn đề gì thắc mắc mình thì mình đây sẽ là người thân cận của mình nhất. Xóm 3 chính là ban phụng sự Mỹ Hảo. Xóm 4 là ban phụng sự Hồng Loan. Xóm 5 là ban phụng sự Thanh Thủy. Xóm 6 là ban phụng sự Khánh Chi ở khu vực Nam Định ạ. Đó, xóm 7 là ban phụng sự là anh Từ Tâm Mạnh ạ. Và xóm 8 là ban phụng sự Vũ Vân. Nếu mà chúng ta học ở hành trình kiến tạo văn hóa đọc thì chúng ta không thể nào mà bỏ sót được ban phụng sự là anh Mạnh và chị Vân, đúng không ạ? Rồi ạ. Và chị An Thư. Rồi, xin mời đã có 6 người giơ tay rồi ạ. Cậu em là 7, còn một ban phụng sự nữa. Mời ban phụng sự giơ tay nốt ha. Thì chúng ta sẽ điểm danh trong cái lịch đào tạo và lịch sinh hoạt chúng ta hàng tuần ha cả nhà. Đó, thì mình sẽ để cái cú pháp như thế này thì rất là dễ để cho ban phụng sự điểm danh. Đó, và từ tuần sau chúng ta cũng sẽ đào luyện như học viên luôn. Chúng ta cũng sẽ có gieo hạt. Khi mà chúng ta sẽ có gieo 3 loại hạt đấy ạ. Khi mà chúng ta vi phạm những cái ví dụ như là về phần điểm danh này hay về những phần deadline, chúng ta sẽ làm rất là nghiêm túc. Đó. Và chúng ta sẽ là ban phụng sự X và số xóm, và N là số nhà. Chúng ta lưu ý là xóm thì ban tổ chức đã chốt để là 1, 2, 3, 4 chứ không để là 0, 1, 0, 2. Chính vì vậy là chúng ta cũng sẽ để số 1, 2, 3, 4 luôn. Và số nhà thì mình sẽ để là từ 0, 1 đến 80. Để chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ rèn cho mình cái văn hóa đội nhóm. Đây chính là cái văn hóa 4 kỹ. Thế thì chúng ta rất là lưu tâm cái phần này ha cả nhà. Đây là văn hóa 4 kỹ, vậy thì chúng ta sẽ rất là lưu tâm để thuận tiện nhất cho nâng đỡ cho các ban phụng sự xóm khi mà chúng ta điểm danh, chúng ta không bị sót đồng đội của mình. Đó là chúng ta không gieo hạt đấy ạ. Rồi, và các ban phụng sự ở các nhà thì chúng ta sẽ thống nhất cái hình thức rèn luyện của mình. Thì có thể là cái hành trình này cũng khá là nhanh thôi, có 3 tuần thôi cả nhà, bây giờ chúng ta sắp hết 1 tuần rồi. Đấy thì chúng ta có thể lựa chọn hình thức chia đệ nhị thân hoặc không, chúng ta có thể ke trực tiếp nhau. Đấy thì cho nó dễ dàng. Chứ cũng không nhất thiết phải chia đệ nhị thân của cái hành trình này, bởi vì nó cũng chỉ kéo dài 3 tuần thôi, rất là nhanh thôi. Chứ chúng ta trực tiếp là có cái đầu mối là ban phụng sự xóm, và ban phụng sự xóm có trách nhiệm là nâng đỡ từng cái thành viên trong xóm của mình nếu như mà xóm đó đang cảm thấy yếu và đang cảm thấy cần người nâng đỡ. Tránh là chúng ta chia vòng tròn đệ nhị thân rồi là đầu cái phần đầu nó quá rườm rà, nó gây ra quá nhiều công việc của chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ tùy thời mà mình sẽ ứng dụng. Đó. Và trong các nhà cũng như thế ha, ban phụng sự mình sẽ quan sát cách mình hoạt động theo xóm để mình hoạt động theo nhà. Đó, các nhà mình cũng không nhất thiết phải chia đệ nhị thân, bởi vì nhiều khi thầy cô vùng cao thầy cô cũng chưa có kịp hiểu đệ nhị thân là gì, hoặc là chúng ta cảm thấy là cần thiết thì chúng ta cứ chia theo vòng tròn ha, chúng ta sẽ thay đổi cái ngôn từ đấy tùy cả nhà nha. Mình sẽ có cái cách triển khai phù hợp với từng năng lượng của từng ban phụng sự, từng nhà hoặc là từng xóm. Làm sao chúng ta đơn giản hóa nhất những cái công cụ, những cái thao tác đi để cho nó dễ dàng nhất. Đấy, quan điểm của ban tổ chức em nghĩ cũng là quan điểm của các ban phụng sự thôi, để chúng ta tránh là quá nhiều hình thức để chúng ta gây thêm cái nhiều cái thời gian cho nhau, chúng ta chất lượng và hiệu quả. Đấy ạ. Thì nếu mà các ban phụng sự đồng ý với cả cái quan điểm đó thì cả nhà có thể thả tin xuống dưới thanh chat ha, để chúng ta đi với cái chỉ tiêu đấy. Đó, để làm sao mà mục tiêu là chúng ta là để phụng sự chỉ là để phụng sự thôi. Còn những cái rườm rà xung quanh chúng ta nên tối giản dần đi ạ, tối giản hết đi ạ. Đó, để làm sao mà chúng ta bớt cái công việc đi. Quan điểm của em là như vậy, kể cả việc mà chúng ta ra bài tập cũng như vậy, trong cái hành trình cũng như vậy. Đơn giản hóa tất cả mọi thứ đi ạ.
Đó, thì trong hành trình này chúng ta cũng phá cách đi, mình cũng có thể là không cần phải làm như K5 hay là những hành trình khác chúng ta theo. Chúng ta sẽ phá cách với một cái phù hợp với cái bối cảnh và với cái nguồn lực của chúng ta hiện tại luôn. Thì đấy là một số gợi ý thôi ạ. Đó thì là chúng ta sẽ thực hiện cái văn hóa 4 kỹ ở đây ha cả nhà. Đó là cái đội ngũ mà chúng ta sẽ tải cho cái mục tiêu của mình ha. Rồi ạ, tiếp theo đó là đến cái tiêu điểm tuần 1, chúng ta sẽ xé nhỏ ra. Mục tiêu là như vậy rồi, cái hành trình chúng ta là như vậy rồi. Thì chúng ta sẽ phải rất là rõ ràng và cụ thể. Thì ban cộng sự mới có thể được, đúng không ạ? Không cụ thể là cụ không thể. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ đi theo với cái tiêu điểm tuần của ban cộng sự. Thì chúng ta ghim lại giúp em một cái điều đó là chúng ta sẽ bám sát với tiêu điểm tuần của học viên. Để chúng ta sẽ ra cái tiêu điểm tuần của bản thân mình ạ. Của ban cộng sự. Đó thì chúng ta ngày hôm nay thì lát nữa sẽ chụp ảnh đội ngũ của ban cộng sự xóm ha. Đấy, để các ban cộng sự sẽ nhận diện được đồng đội của mình. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái tiêu điểm mời các ban cộng sự xóm cứ giơ tay đi ạ. Lát nữa thì mình sẽ chia sẻ. Lát nữa mình sẽ chụp ảnh lại và ghim lại nhá. Đây chính là đầu mối để các ban cộng sự sẽ tìm để đòi nợ đấy. Rồi ạ. Và tiếp theo là chúng ta đến cái kế hoạch hành động ha cả nhà. Từ cái mục tiêu chúng ta view mục tiêu lớn, chúng ta đến cái mục tiêu nhỏ. Thì mình cũng làm như vậy với cái học viên. Mình đi rất là logic ạ, từ lớn đến nhỏ và cái điều nhỏ sẽ phải đấu nối với điều lớn. Mình xin phép chia sẻ với cả nhà cái tiêu điểm tuần của học viên của chúng ta ngày mùng 5 tháng 2 đến ngày 11 ngày mùng 5 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12. Bây giờ là 5 giờ 58 rồi. Thì xin phép cả nhà 15 phút. Ban tổ chức xin xin phép khi mà đã bị muộn giờ so với cái timeline mà đặt ra. Xin phép mượn của nhà 15 phút nữa để chúng ta triển khai. Đó và cái tiêu điểm tuần của chúng ta. Cái tiêu điểm tuần của học viên có 3 cái tiêu điểm trong tuần này. Thứ nhất là tuần này thì học viên, tức là cái tiêu điểm của học viên này thì anh em ban tổ chức của phụng sự chúng ta lấy ở bên ban nội dung ha. Để gắn lại thì nó rất là phù hợp và nó rất là nhất quán với ban nội dung. Đấy ạ. Thì khi mà chúng ta phụng sự thì chúng ta sẽ nhìn thấy được điều này. Đó, chúng ta có 3 tiêu điểm cho học viên. Học viên sẽ có tiêu điểm là họp hiểu thương đồng đội tại căn nhà. Đấy, làm sao mà để nhận diện được đồng đội của mình. Thứ hai là học viên sẽ phải ghim lại 5 pháp hành trình bằng cách chép lại. Đấy, tức là học viên cũng có 5 pháp của học viên và ban phụng sự cũng có 5 pháp của ban phụng sự ạ. Và thứ ba đó là trong tuần 1 này thì để chúng ta hiểu thương và chúng ta ghim lại những cái mục tiêu tại sao tôi phải tham gia hành trình này thì chúng ta sẽ không có bài tập ngày. Bởi vì là quan sát nhân duyên là thầy cô cũng chưa ổn định được và thầy cô cũng chưa quá quen. Chúng ta sẽ có cái bài tập là bài tập tuần thôi ạ. Và chúng ta sẽ có nhật ký tuần ha cả nhà. Đấy, chúng ta sẽ có nhật ký tuần 1, tuần 2, tuần 3 và tuần 4. Đó, thì cả nhà cứ ghim cái tiêu điểm là học viên thì sẽ có là bài tập ngày. Đó, và nhật ký tuần. Chúng ta thống nhất cái tên gọi nha. Sẽ bật mí vào cuối tuần. Rồi thì về cơ bản là chúng ta cứ nhớ là học viên có nhật ký tuần là được ạ. Đó. Và thứ hai đấy là để đấu nối từ cái tiêu điểm của học viên. Vậy thì làm thế nào để nâng đỡ học viên thì chúng ta sẽ có tiêu điểm tuần của ban phụng sự ạ. Và chúng ta đấu nối cái này cho nó rất là khớp nối ha cả nhà. Đó thì thứ nhất là chúng ta sẽ ổn định số thành viên nhà này, tổ chức buổi hiểu và thương cho các nhà. Và chúng ta sẽ có biên bản báo cáo hiểu và thương nhà. Thì trong ngày hôm nay thì như ban tổ chức đã công bố là ngày hôm qua thì các ban phụng sự có update lại cái thông tin thì ngày hôm nay trong ngày hôm nay thì deadline trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận lại cái danh sách chính thức từ ban phụng sự các xóm. Ban tổ chức sẽ lấy thông tin từ ban phụng sự các xóm, chính vì vậy mà ban phụng sự các xóm của mình sẽ có trách nhiệm ha, mình sẽ thúc đẩy cái thành viên của mình để mình sẽ lấy được cái danh sách chính thức và update được cái danh sách chính thức ở trong cái phần phần danh sách ấy. Những ai mà out hành trình không tham gia hay là những ai tham gia như thế nào thì chúng ta sẽ chốt lại luôn ạ. Sẽ không có những cái trường hợp là không liên lạc được hay là những cái trường hợp mà không phản hồi hay gì ạ. Chúng ta sẽ xác nhận lại luôn là không phản hồi vậy thì là có tham gia hay không, và không liên lạc được vậy là chúng ta đã liên lạc bao nhiêu lần rồi. Nếu như mà quá quá 3 lần chẳng hạn, hay chúng ta đã liên lạc nhiều lần trong nhiều ngày rồi thì chúng ta sẽ coi như là học viên nó không tham gia. Chúng ta sẽ chỉ có hai tình trạng là tham gia và không tham gia thôi ạ. Đó, thì ban tổ chức sẽ y cứ vào điều đó để báo về các nhà trường, để các thầy cô ban giám hiệu cũng nắm được. Và chúng ta rất là hoan hỉ với điều đó, với những cái số lượng thành viên đã xác quyết tham gia. Cái năng lượng của chúng ta sẽ là củi khô cháy trước và mình cứ lan tỏa trước với những cái thầy cô tâm huyết, không sao cả, mình sẽ đi từ từ ạ. Đó, thì mình sẽ có hai trạng thái thôi ạ, là tham gia và không tham gia. Những cái trạng thái còn lại chúng ta phải đưa về hai trạng thái này ạ.
Đó, thì tùy vào cái sự xem xét của ban phụng sự ha, sự cảm nhận và xem xét thông qua cái quá trình mà thủ lĩnh Quang Minh cũng vừa mới mới đào tạo xong đấy. Đó, thì tiêu điểm tuần của chúng ta sẽ là ổn định số thành viên nhà, tổ chức buổi hiểu và thương cho các nhà. Với những thành viên, với những ban phụng sự đã tổ chức hiểu và thương rồi thì chúng ta chỉ báo cáo lại tình hình thôi. Mình sẽ có biên bản báo cáo hiểu thương tại nhà theo cái form ban tổ chức sẽ gửi cho cả nhà. Đó. Thứ hai đó là mình sẽ thúc đẩy cho học viên làm bài tập ngày và nhật ký tuần. Về cơ bản tiêu điểm của chúng ta sẽ là bài tập ngày và nhật ký tuần, nhưng mà trong tuần này thì chúng ta chỉ có nhật ký tuần thôi ạ. Và nhật ký tuần thì đây cái bài tập ngày là ghim lại năm phát thì cũng sẽ là bài tập ngày này đó, thì chúng ta sẽ theo dõi xem học viên chúng ta cần làm lúc nào thì chúng ta sẽ hỗ trợ đó. Và cái tiếp theo đó là chúng ta cần phải ghim lại ha cái cách thức nộp bài của học viên đó, thì trong cái phần buổi tối chủ nhật thì sẽ ghim lại cái cách thức nộp bài. Về cơ bản là cách thức nộp bài mình sẽ nộp ở trên Facebook và nộp trên các nhóm. Thì ở trên cái đường link bản đồ của học viên rồi đấy, thì đã có rồi, học viên chỉ cần click vào cái phần nộp bài tập thôi ạ. Đó thì sẽ có thể triển khai được phần nộp bài tập này. Đó, lát nữa sẽ triển khai kỹ hơn với cả các ban phụng sự. Thì trưa nay chúng ta cũng sẽ có một cái buổi cứu trợ tiếp nha cả nhà. Để ai mà chưa có kiến giải kỹ về những cái phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngồi lại. Đó, ai mà chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta sẽ có thể bỏ qua. Rồi, tiếp theo đó chúng ta có cái lịch đào tạo là sẽ chỉ có 1 tiếng 30 phút, tức là một tuần chúng ta có 3 tiếng để đào tạo và sinh hoạt là thứ hai và thứ bảy. Đó, coi như là chúng ta lấy công việc để tu rèn bản thân luôn. Bình thường chúng ta cũng dậy sớm để đào luyện, thì bây giờ chúng ta mượn hành trình, chúng ta đào luyện chung với anh em ạ. Thời gian là 4:30 thứ sáng thứ hai và thứ bảy. Em chỉ nói riêng cái hành trình online thôi nha. Còn offline thì ai mà có nhu cầu đăng ký thì mình sẽ theo dõi thông tin ở trên bảng tin. Chúng ta đăng ký offline vào đó, chúng ta tham gia vào cái buổi thứ tư. Nó sẽ không liên quan đến cái buổi online này. Và nội dung đào tạo thì chúng ta sẽ, nội dung thì chúng ta sẽ có đơn giản hai nội dung thôi ạ. Đào tạo và sinh hoạt, đào tạo những cái công cụ quản trị đội nhóm thì sẽ đan xen, và chúng ta sẽ cần cái update những cái tình hình của các học viên và các ban phụ sự. Đó, thì qua tiêu điểm tuần này chúng ta sẽ có bài tập rèn luyện tuần của ban phụ sự sẽ nhỏ ra cả nhà. Đó, đây là cái tiêu điểm, chúng ta sẽ đi theo đúng 3 tiến trình thôi ạ. Con người, công việc, thời gian. Thì đây là cái công việc đây, đầu công việc chúng ta đây, thời gian và địa điểm chúng ta sẽ báo cáo ở đâu đó. Cái này thì ban tổ chức sẽ phụng sự sẽ công bố cho cả nhà, ban nữa sẽ gửi lại tất cả ảnh cho cả nhà. Thì địa điểm mà mình gửi báo cáo thì mình cũng có một cái nhóm Facebook chung với cả học viên ấy, thì mình cứ có nhóm ban phụng sự thôi ạ. Mình cứ vào cái album ban phụng sự của xóm nào thì mình vào xóm đó thôi. Tuần thì mình chỉ có 4 tuần thôi, vậy nên là mình sẽ có duy nhất một cái album ban phụng sự, và mình sẽ có cái trong cái album đấy thì mình có album theo tuần thôi, duy nhất 4 cái bài tập rèn luyện của 4 tuần. Chúng ta làm theo tuần chứ mình không làm theo ngày, mình tối giản tất cả mọi thứ đó, làm sao tối thiểu là mình phục vụ được cho học viên và hoàn thiện xong cái này tương đương với việc là chúng ta đã phụng sự rất là tốt cho học viên rồi đó. Sống hiểu biết là ban phụng sự sẽ nắm được và thuộc viết lại được tiêu điểm, viết lại được năm pháp và tiêu điểm công việc của mình cần phải làm trong tuần là gì này. Đấy, đơn giản đúng không ạ? Chúng ta sẽ nắm được và chúng ta sẽ viết lại. Đấy, thì thời gian sẽ là ngày hôm nay, tí nữa sẽ thêm giờ. Chúng ta sẽ ghi lại bằng nhiều hình thức, có thể chép bằng tay hoặc là viết ra sổ hoặc là gì đó. Hai là sống hiệu quả, là có hai cái điều. Nhất là ban phụng sự sẽ lên kế hoạch tổ chức hiểu và thương của nhà, thời gian địa điểm rõ ràng cộng thêm báo cáo. Những nhà nào mà mình hiểu và thương rồi thì đơn giản bây giờ mình chỉ báo cáo thôi. Đó. Báo cáo cái này vào cuối tuần, lát ban tổ chức sẽ sửa. Và cập nhật tình hình hoàn thiện bài tập của các học viên tại nhà thì làm mỗi ngày. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta sẽ theo dõi nha. Theo dõi là ban học viên sẽ chỉ có cái bài tập là bài tập tuần thôi, là cái nhật ký ạ. Cả nhà vui lòng cập nhật lại nếu có trong cái ngày đó, trong cái nhóm Zalo chung. Cái này thì sẽ là có thêm cái đầu việc ha. Là ban phụng sự hay là ban phụng sự xóm hay là ban phụng sự của nhà mình cập nhật. Mình sẽ lưu tâm vào đây ạ. Và sống nâng đỡ thì chúng ta sẽ tương tác hiểu thương một với tất cả các thành viên trong nhà theo hình thức là có thể là chat này, video này hay là gì đó gọi điện. Mình chia theo ngày, thì cả một tuần mình sẽ có tiêu điểm này, thì sống nâng đỡ này thì cả nhà cứ chia bánh ra thôi.
ban phụng sự nào mà thích hiểu thương trong cùng một ngày thì tùy ạ. Đấy. Và sau đó thì mình sẽ trả lời được hai câu hỏi. Vậy thì những khó khăn mà học viên thường gặp nổi trội trong nhà là gì? Và thứ hai là năng lượng dành cho hành trình, thang điểm sẽ là bao nhiêu? Sẽ từ thang điểm 0 đến 10, bị ép tham gia hay là rất tự nguyện? Đấy ạ. Và thứ tư đó là sống cống hiến. Chúng ta đúc kết những cái kinh nghiệm trong quá trình mình phụng sự ở tuần 1 với cả các xóm. Thì cái này là mình có thể là đúc kết cái kinh nghiệm của mình qua nhóm Facebook này. Đó, hoặc là chúng ta cứ làm tuần đầu là mình đúc kết trên nhóm Facebook mình gửi bài tập rèn luyện nhé. Đấy, mình thấy hợp lý hoặc là không hợp lý thì tuần thứ hai mình sẽ để lên cái form. Thì tùy ạ. Chúng ta cứ có hai địa điểm là nhóm Facebook và cái nhóm Zalo chung đã. Địa điểm này mình cũng có thể đổi thành cái nhóm thành một cái bài post hoặc là thành một cái form luôn cho dễ ạ. Và sống điềm tĩnh là chúng ta sẽ quan sát diễn trình tâm lý của mình trong cái quá trình mình phụng sự và mình sẽ ghi lại những điều đó mỗi ngày tại cái nhóm Zalo chung của ban phụng sự. Thì mỗi ngày lát nữa thì chúng ta sẽ có deadline, mình cứ để deadline là 22 giờ cả nhà để cho nó sớm sủa. Chúng ta cứ kéo dài deadline là ban phụng sự sẽ phải đi ngủ muộn hơn đấy. Rồi ạ, thì mình cứ đẩy sớm cái thời gian, đẩy sớm cái thời gian để mình biết. Thì đây là cái tiêu điểm tuần thôi ạ. Tuần này chúng ta chỉ có một vài cái tiêu điểm này thôi. Hoàn thiện xong tiêu điểm tuần đồng nghĩa việc chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ sát sao với các thành viên của các nhà đó. Thì đây là cái chia sẻ của chúng ta. Thì có một vài cái tiêu điểm deadline trong ngày hôm nay, một vài cái tiêu điểm và deadline trong cuối tuần và một vài cái tiêu điểm mỗi ngày của chúng ta. Thì lát nữa ban tổ chức sẽ update một cách cụ thể nhất và chính xác nhất và gửi lại toàn bộ cái ảnh này cho ban phụng sự. Thì mình cũng không cần phải chụp lại đâu, sẽ gửi lại trên bảng tin để chúng ta nắm được. Và những ban phụng sự xóm sẽ là những cái đầu mối để check lại và để check lại và để kiểm soát cái số lượng những thành viên mà chúng ta tham gia đào luyện đó. Và chúng ta có cái thời gian địa điểm cụ thể rõ ràng rồi. Khuyến khích là cái hình thức kỷ luật thì tự các xóm sẽ đưa ra đó. Khi mà chúng ta đặt ra một cái điều gì đó nên có cái phần kỷ luật và nên có cái phần giới luật là hành vi thái độ sống. Và chúng ta cứ ưu tiên là mình làm việc theo nhóm, là chúng ta xây dựng đội nhóm đúng không ạ? Vậy thì nhiều khi anh em nào một anh em mà cháy deadline chẳng hạn là chúng ta cả nhóm thụt dầu chẳng hạn. Đó, thì đấy là cái tiêu điểm à. Rồi. Đấy thì nhiều khi chúng ta sẽ làm như thế để chúng ta có cái tinh thần đội nhóm, mà đấy cũng chính là cái cách nâng đỡ đồng đội của mình. Đó. Nhiều khi đồng đội vì mình mà làm chứ không phải là vì đồng đội đúng không ạ? Đấy ạ. Giống như các thầy cô tham gia hành trình là bởi vì nhà trường hoặc là vì các em học sinh nhiều hơn là vì mình. Thì các ban phụng sự mình cứ thống nhất với nhau, mình đưa ra cái hình thức rất là nhẹ nhàng vui thôi ạ. Nhưng mà mình sẽ mang tính chất là chúng ta sẽ vì đồng đội của mình trong nhóm và vì các học viên trong nhà nha, chúng ta sẽ làm điều đó rồi ạ. Thì mời các ban phụng sự, mình sẽ giơ tay và mình bật cam nha. Ban tổ chức sẽ xin ghim lại các ban phụng sự. Mời các ban phụng sự mình bật cam để ban tổ chức mới có thể ghim lại được nha. Đấy, thì mình sẽ đổi tên. Mình đổi tên nha. Đây là cái đầu mối để các ban phụng sự có thể đòi nợ. À chết nhầm. Mời thủ lĩnh Mỹ Hảo thêm một em một vài cái tiêu điểm nha. Đấy ạ. Về cách thức mà nộp bài của học viên á, thì chúng ta sẽ được ban nội dung cập nhật và update trong các buổi mà buổi tối đấy, buổi tối của các ban phụng sự đấy. Đó. Rồi. Chúng ta còn thiếu ban phụng sự là anh Từ Tâm Mạnh đúng không? Em thì thôi không cần ghim. Ở đây, em tiêu điểm. Không biết là anh Mạnh à, đây anh Mạnh đây rồi. Rồi đây ạ. Thì chúng ta nhìn kỹ đồng đội của mình ha. Xin mời thủ lĩnh. Rồi, chúng ta sẽ mời các ban phụng sự, mình sẽ cùng thả tim cho đồng đội của mình. Rồi ạ. À, và mình cùng ghi lại nha. Cả nhà đây, mời cả nhà sẽ ghi lại. Đấy, ban phụng đây, em sẽ chia sẻ lại màn hình nha. Đấy, để mình sẽ comment xuống dưới phần thanh chat xem là mình ở trong xóm nào, không thì lại toi mất. Mình lại không có nhớ mình ở trong xóm nào thì lại hỏng mất. Rồi, thế đây là
bình thường chúng ta cứ chia làm 10 10 nhà một xóm, nhưng mà ban phụng sự từ tâm mạnh là quyết tâm là dấn thân trong đợt này là 13 nhà rồi, còn lại phần thì nhường cho ban phụng sự Vũ Vân. Chúng ta sẽ có từ 1 đến 10, 11 đến 20, 21 đến 30, 31 đến 40, 41 đến 50, 51 đến 58. Nhà 58, nhà 59 đã được sáp nhập rồi ạ. 60 đến 73 và 74 đến 80. Đấy ạ. Rồi chúng ta sẽ kết thúc trong lúc 6 giờ 15 ha. Còn lại 30 phút cuối mà anh chị em nào cần kiến giải thêm cái điều gì chúng ta sẽ mở rộng 30 phút cuối. Còn timeline xin đến đúng 6 giờ 15 thôi. Đấy, chúng ta chụp cái ảnh mời các ban phụng sự, 80 ban phụng sự còn lại ở trong Zoom thì chúng ta sẽ comment lại cái số xóm của mình ha. Để mình biết là đồng đội của mình để mình nhận diện. Đấy. Cái này là đầu mối để chúng ta ỉ ôi đấy cả nhà. Nhà phải ghim kỹ, không là không tìm được đầu mối là hỏng hết. Rồi, đấy thì chúng ta cùng chụp lại nha và mình cùng comment lại. Rồi, xin mời các ban phụng sự chúng ta cùng thả tim và chúng ta cùng comment lại xuống. Để chúng ta chào đón ban phụng sự xóm của chúng ta nha. Rồi mời mời chị Hạ chào cho ảnh hộ em với nhé. Đấy, ban phụng sự chúng ta cũng đặt cái tư thế là người thủ lĩnh luôn ạ. Mời các anh chị em trong ban phụng sự chúng ta cùng vào tư thế ạ. Rồi, mời các ban phụng sự và các ban phụng sự nhà nhé. Chúng ta cùng chào đón đồng đội của mình ạ. Mời tất cả các thành viên luôn ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái tư thế chào thủ lĩnh, tay trái chúng ta sẽ chào và tay phải thì chúng ta sẽ đặt lên tim ạ. 3, 2, 1 từ bi. Ở đây thì em sẽ cho tất cả mọi người ở đây giữ tư thế nha. 3, 2, 1 từ bi ạ. Rồi Trang thứ nhất ạ, Trang thứ hai ạ. 3, 2, 1 chúng ta cùng ngắm nhìn những gương mặt và thưởng thức nốt bài hát. Và cả nhà có thể để lại cái trái tim và cảm xúc của chúng ta để chào đón đồng đội chúng ta nha. Chỉ đến đây chơi và đến đây vui thôi ạ. Đây là cả nhà mình cứ thư giãn thả lỏng ha. Rồi, trước khi kết thúc thì chắc là em xin phép một chút để chia sẻ với cả nhà là có một chút nữa thì ban tổ chức có gửi để hỗ trợ cho các nhà chúng ta có thể hiểu thương, cũng như là trong quá trình mà chúng ta sinh hoạt các nhà thì chúng ta sẽ có một cái form form slide buổi hiểu thương ấy cả nhà. Thứ nhất là các quy trình, thứ nhất là bước check-in cảm xúc, hiểu thương từng thành viên bằng việc giới thiệu bản thân, rồi để mời các thành viên tham gia, rồi đấy chúng ta sẽ có văn hóa buổi học 4S, văn hóa buổi học 5S, rồi 3 lời thề tư tâm, rồi quy ước tên gọi, các kênh thông tin quan trọng, rồi là cái hướng để chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề liên hệ khó khăn thì nằm ở đâu đó. Và cái vòng tròn để nhị thân, cái này thì để sẽ giúp cho các ban phụng sự chúng ta có một cái định hướng ban đầu khi mà chúng ta họp hiểu thương cùng với các nhà của mình. Thì tí nữa thì ban tổ chức cũng sẽ gửi lại cho các thành viên. Và đặc biệt thì trong ngày hôm nay thì cũng nhờ các anh chị em trong ban phụng sự chúng ta chốt lại cái danh sách và chúng ta điền vào thông tin nữ trên cái biên bản họp của ban phụng sự thì chúng ta có cái danh sách chính thức sớm nhất trong ngày hôm nay ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã cảm nhận và có mặt ở đây trọn vẹn đến thời điểm hiện tại. Chúc cả nhà mình có một cái buổi một ngày mới thật là an vui ạ. Nhà mình chuyển mic lại cho cô Hành Nguyễn ạ. Dạ vâng ạ. Rồi ạ, đấy thì nhà mình hôm nay sẽ là có đầu mối nha, là các ban phụng sự xóm sẽ cùng update ở trên cái danh sách này, trên cái danh sách mà chúng ta, cái danh sách chính thức đấy ạ, ở trên cái bản đồ kho báu của mình ạ. Đấy ạ. Đó, thì mình sẽ có danh sách nhà ở đây, thì cả nhà sẽ điền vào cái phần này ạ. Mình sẽ tích vào cái phần này.
Đó, mình đảm bảo là những ai mà không tích như này á là sẽ phải có lý do. Là những ai không tích là coi như là mình sẽ không có tham gia cả nhà. Đó. Thì mình sẽ phải lưu ý cái phần lý do này ha. Đấy ạ. Thì mình sẽ chốt lại cái số lượng ở trên cái biên bản của mình để đảm bảo là nó khớp. Ở đây thì có thể là mình tích xong rồi là sẽ bị đồng đội ấn nhầm chẳng hạn, thì nó sẽ không có ra. Ở đây thì mình sẽ ghi lại cái biên bản họp ở cái ngày hôm nay sẽ update vào đây là 6 giờ sáng chẳng hạn, hay là ngày mùng 7 tháng 12. Đấy, mình sẽ chỉ chốt lại cái danh sách theo số lượng ở đây thôi. Đó. Và có vấn đề gì tiếp tục thì ban tổ chức hôm nay sẽ lại tiếp tục xử lý cái trường hợp này. Rồi ạ. Đây em quên chưa share màn hình. Rồi đây ạ. Đó. Thì ban tổ chức mình sẽ giống như làm như cách thức của mọi lần thôi ạ. Thứ nhất là mình sẽ update cái tình trạng vào đây để ban tổ chức thì hiểu là sẽ phải xóa ai. Tức là chúng ta update cái thông tin tổng quan vào đây. Đó. Còn khi mà tổng quan thì cụ thể là 12 người, vậy thì 12 trên 15, vậy thì 3 người xóa, vậy thì xóa 3 người nào? Thì tức là chúng ta sẽ phải vào đây để chúng ta update cho ban tổ chức là ai sẽ là người out hành trình. Đấy, tham gia hoặc không tham gia. Như là ở bên đây, của bên nhà 13 của thủ lĩnh chị Lý đấy. Đấy, thì ban trụ sự chị Lý đó, thì có nốt lại ở đây. Đấy ạ. Thì chúng ta sẽ update cái này ha. Rồi ạ, thì đó là kết thúc rồi ạ. Thì đấy là cái phần update của chúng ta ngày hôm nay. Thì ban phụng sự xóm chúng ta sẽ lưu ý cái phần này để nâng đỡ các nhà của mình. Thì lát nữa ban tổ chức cũng sẽ gửi lại hai cái đường link này và gửi lại cái biên bản họp tóm tắt cho các ban phụng sự trong ngày hôm nay và tài liệu của chúng ta ha. Thì ví dụ như là chị Mỹ Hảo vừa nói, đây là có cái phần ban phụng sự Mỹ Hảo vừa nói là có cái phần tài liệu tham khảo, tức là cái form mà chúng ta hiểu và thương, thì ban tổ chức cũng sẽ đẩy lên đó, và những cái slide, những hình ảnh này sẽ đẩy lên bảng tin và đẩy lên toàn bộ đấy trong ngày hôm nay, gọi là ngày buổi đào tạo. Thì hôm nay là chúng ta sẽ là thứ tư, thì ban phụng sự mình vote xem là chúng ta sẽ hôm nay thì chúng ta sẽ thứ bảy chúng ta sẽ cũng sẽ tiếp tục ha. Bảy chúng ta cũng sẽ tiếp tục, thì chúng ta có thể là hôm nay chúng ta tuần này chúng ta đã đào tạo hai buổi rồi, thì thứ bảy là chúng ta có thể là thêm một cái chuyên mục chúng ta đúc kết nữa, thì từ tuần sau chúng ta sẽ là hai buổi đó. Rồi ạ, xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi chúng ta có thể là bật mic và chào nhau kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Còn ngoài lề một chút thì các ban phụ sự nào mà mình có cái điều gì mà cần nâng đỡ trong cái nội dung để tối ngày hôm nay, à buổi sáng ngày hôm nay, thì mình sẽ ở lại và mình sẽ giơ tay, mình sẽ cùng trao đổi. Còn về cơ bản là chúng ta đã xong. Rồi xin mời các ban phụ sự, mình sẽ bật cam, bật mic rồi mình chào nhau buổi sáng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã vào đúng giờ. Hạnh ơi, Hạnh xem lại hộ chị xem làm sao chị không update được vào cái danh sách nhà nhỉ? Chị Lý đúng không ạ? Hay là ai đấy ạ? Ừ, chị Lý, chị nhà 12 ấy. Dạ vâng ạ, với ban phụng sự mà mình chưa update được ở trong cái phần danh sách ấy, thì mình vui lòng mình nốt lại cái số lượng thành viên còn ở lại và số lượng thành viên rời hành trình, và cụ thể là tên và mã số là bao nhiêu, thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ là xóa cái thành viên đó luôn. Các ban phụng sự khác cũng như vậy, nếu mà mình update thì mình nên update luôn ở trên cái biên bản họp, và số người mà rời hành trình thì mình ghi lại số người rời hành trình. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ xóa những cái thành viên đó, thì chúng ta sẽ cũng có vòng tròn đệ nhị thân luôn. Những trường hợp mà khác với trường hợp tham gia và không tham gia thì mình sẽ phải đưa về hai trường hợp đấy hả cả nhà. Rồi ạ, xin cảm ơn cả nhà. Mời cả nhà sẽ bật mic và mình chào nhau ha. Chào cả thủ lĩnh nhá. Cả nhà mình nhá. Chào cả nhà. Mở vui vẻ nha. Nghe tiếng yêu xin yêu. Chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày làm việc thật hiệu quả và mình cùng nhau đồng hành với sự các học viên trong hành trình này ạ.
chúc cả nhà một ngày làm việc thật là tươi mới và tràn đầy năng lượng. Và một người nhân diệu có gửi ngay ảnh cho em là cười lên nhé. Tôi hiểu ra mặt rất căng. Các bạn sự khi nào mà thấy mặt ban một chút hơi căng thì các bạn nhắc là thư giãn thả lỏng ha. Rồi xin chào các bạn hội sự, em xin phép được tắt zoom ha.